Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 108. Giáo hoàng nheo mắt, bởi ông ta biết người này không nói láo, đồng thời cũng cảm nhận được độ nguy hiểm của đối phương. Những cường giả độn nhất khác cũng im lặng. Đế tộc không chỉ sử dụng đại trận hộ tông mà còn gọi ra cả tổ tiên, vì tình huống này mà đổ máu thì thật sự không đáng giá. Nếu đế tộc gọi đế lâm thiên ra khi chỉ còn lại một, hai mống thì họ sẽ hợp sức đánh cuộc. Đằng này, còn chưa khai chiến mà đế tộc đã dùng đến con bài tẩy, khiến không ai muốn phí sức vào. Bởi vì không đáng. Nhóm người sau lưng giáo hoàng cũng bình tĩnh lại, có người bắt đầu thu khí tức về. Thấy vậy, sắc, mặt giáo hoàng và Khương Vũ trở nên xấu xí. Lúc này, đế lâm thiên nói, đế tộc ta nếu chết một người, lão phu sẽ đến thần đình của ngươi vui chơi một phen. Ý trong lời này rõ ràng đang nhằm vào thần đình. Ở dưới, giáo hoàng bỏ đế ngôn ra, cười nói, tiền bối nói đùa. Nếu đế lâm uyên không có mặt, ngày khác chúng ta lại đến thăm. Sau đó xoay người đi cùng Khương Vũ. Các cường giả độn nhất trên trời cũng lục tục biến mất, khiến những người đế tộc ở dưới thở phào nhẹ nhõm. Đế Minh cũng nhẹ lòng. Nếu nhóm giáo hoàng thật sự muốn đổ máu thì đế tộc sẽ chịu thiệt nặng, cho dù bên kia cũng sẽ không khá khẩm gì cho cam. Bỗng, đế lâm thiên nhìn khắp bốn phía, cau mày. Đế Minh đi đến bên ông ta, thấp giọng hỏi, tiên tổ đã phát hiện gì sao? Đế lâm thiên, cách đây không lâu, đã có một người rất mạnh xuất hiện tại không gian này. Đế Minh nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, chắc chắn là kẻ hãm hại tộc ta. Đế lâm thiên, chớ để thù oán che mờ cõi lòng, đế tộc hôm nay không thể chống lại người đó. Đế Minh cả kinh, mạnh đến vậy sao? Đế lâm thiên nhìn bốn phía, đối phương còn ở đây, nhưng ta không phát hiện được tung tích, chỉ cảm nhận được người này đang nhìn ta. Hai mắt đế Minh tràn ngập khó tin. Ở một nơi nào đó trong thành, một cô gái đang ăn cá nướng bỗng ngẩng đầu nhìn đế lâm thiên, cười không hổ là tiên tổ, đúng là có chút bản lĩnh. Đoạn nàng ta đi đến trước một gian hàng, liếc nhìn người bán cá, sau đó thừa dịp đối phương lơ là mà xách một con đi. Trên bầu trời đế tộc, đế lâm thiên liếc nhìn bốn phía, chân mày càng lúc càng cau chặt lại. Ông ta có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm bao trùm bốn phía, nhưng lại không thể phát hiện ra đối phương. Đã có chuyện gì xảy ra? Đế lâm thiên cau mày, sau đó nhanh chóng phát hiện khí tức kia đã mất tung mất tích. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, không ngờ thế đạo bây giờ lại có người mạnh đến vậy. Đế Minh thấp giọng hỏi, tiên tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đế lâm thiên, đế tộc ta gần đây có đắc tội ai sao? Đế Minh suy tư một hồi rồi nói, nếu nói đắc tội, có lẽ là vì Diệp Huyên và cô gái váy trắng kia. Đế lâm thiên nhìn sang, cô gái váy trắng. Đế Minh gật đầu, nghe giáo hoàng nói đạo kinh đang nằm trong tay hai người này. Tộc trưởng đã lên đường đi tìm cô gái, nhưng đến giờ không có tin tức. Đế lâm thiên bấm ngón tay tính toán một hồi rồi lắc đầu, đã chết rồi. Chết ư? Đế Minh sững ra, đoạn lắc đầu cười khổ. Ông ta cũng từng nghĩ đến điều này, bởi ông ta hiểu tính cách của đế lâm uyên, cho dù lấy được đạo kinh cũng sẽ nói với ông ta một tiếng. Đế lâm thiên nhìn xuống đế tộc bên dưới, lên tiếng sau một hồi im lặng, đế tộc đã nhiễm phải một vài nhân quả không tốt, đến từ cô gái váy trắng và Diệp Huyên kia. Ông ta nhìn sang đế Minh, đạo kinh xuất hiện, loạn thế sắp đến. Đế tộc không thể chỉ lo khư khư giữ mình. Đế Minh, chúng ta nên lựa chọn thế nào? Đế lâm thiên, người có thể điều tra cô gái váy trắng và Diệp Huyên, xem họ có đáng tin không? Đế Minh cau mày, theo họ ư? Đế lâm thiên nhìn về cuối chân trời, rất nhiều lúc, chỉ có thuận theo thiên mệnh mới có thể sống sót. Nếu đạo kinh thật sự nằm trong tay Diệp Huyên, vì sao chúng ta không thuận theo? Thấy đế Minh im lặng, ông ta nói, đi tiếp xúc thử đi. Đế Minh hỏi, tiên tổ có suy nghĩ như thế nào về đạo kinh kia? Đế lâm thiên cười, nếu là trước kia, chắc chắn là muốn có. Nhưng hiện nay, ta đã chết rồi, còn có thể tơ tưởng gì? Đế Minh hạ giọng, vì sao tiên tổ lại qua đời? Đế lâm thiên nhìn thoáng qua chân trời, thế giới này là như vậy đấy,
vĩnh viễn có những thứ mạnh mẽ mà ngươi không biết được. Ông ta nhìn lại đế minh, ta nay cũng không quản được nhiều như vậy nữa, con cháu đời sau phải tự lực cánh sinh. Sau đó, thân thể ông ta mờ đi trước khi hoàn toàn biến mất. Đế minh mở tay ra, nhìn thấy một sợi phân hồn của đế lâm thiên. Vì lần này tiên tổ không ra tay nên đế tộc vẫn còn một cơ hội bảo mệnh. Bỗng nhiên, đồng tử ông ta rụt lại khi nhớ đến một điều mà mọi người đều xem nhẹ. Khi bị cô gái váy trắng diệt môn, chẳng lẽ gia tộc ma đạo không gọi tổ tiên ư? Chắc chắn phải có. Nhưng họ vẫn mất đi 6 cường giả độn nhất cảnh, chứng tỏ tiên tổ của họ cũng không thể ngăn được cô gái. Nếu đã vậy, đế minh nhắm mắt lại, một hồi sau thốt lên, a lão. Một ông lão xuất hiện cạnh bên. Đế minh, xuống hạ giới tiếp xúc thử với Diệp Huyên, xem hắn là người thế nào. Việc này can hệ đến tương lai đế tộc chúng ta, tuyệt đối không thể sơ suất. A lão gật đầu, ta đã rõ. Sau đó lặng lẽ thối lui. Đế minh nhìn khắp bốn phía với vẻ lo âu. Như đế lâm thiên đã nói, có người đang hại đế tộc, vậy có phải là người của Diệp Huyên hay không? Sau khi nhóm giáo hoàng rút khỏi đế tộc, sắc mặt giáo hoàng và Khương Vũ trông không được đẹp đẽ lắm. Bởi cả hai vốn định nhân cơ hội này tiêu diệt đế tộc, để đạo giới chỉ còn lại thần đình, tiên các và đạo thôn. Đạo thôn quanh năm không quản việc đời, vì vậy có thể nói chỉ có thần đình và tiên các đứng đầu đạo giới. Chỉ cần thôn tính đế tộc và gia tộc ma đạo, thế lực của họ sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng không ngờ rằng đế minh thế mà lại dứt khoát dùng con bài tẩy của đế tộc. Nếu ra tay khi ấy, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng còn có chuyện của đạo kinh trước mắt, không ai muốn đi đến bước này cả. Đạo kinh quan trọng hơn hết thảy. Khương Vũ bỗng lên tiếng, có người đang hại đế tộc sao? Giáo hoàng thấp giọng đáp, rất có khả năng. Như đế minh nói, cho dù đế Lâm Uyên có được đạo kinh cũng không thể rình rang trở về như vậy được. Theo lẽ thường hẳn nên tránh đi càng xa càng tốt, âm thầm tu luyện. Nhưng đối phương quang minh chính đại xuất hiện ở đế tộc như vậy, có thể là có người giở trò sau lưng, muốn tạo xích mích giữa họ và chúng ta, còn bản thân thì làm ngư ông đắc lợi. Khương Vũ, có khi nào là đạo thôn? Giáo hoàng cau mày, nhìn về chân trời bên phải, quả thật có khả năng. Bởi vì khắp đạo giới, chỉ có đạo thôn có năng lực này. Một khi ba thế lực khác liều mạng với nhau, ai sẽ là người được lợi nhất? Tất nhiên là đạo thôn. Giáo hoàng thấp giọng nói, có thể là họ, nhưng cũng không hoàn toàn xác định. Khương Vũ gật đầu với sắc mặt có phần khó xem, nếu thật sự là đạo thôn thì khó giải quyết đây. Lúc này, một cường giả độn nhất cảnh bỗng hiện ra, hai vị dường như quên mất một việc. Thấy Khương Vũ và giáo hoàng nhìn sang, ông lão này trầm giọng nói, giáo hoàng đại nhân, Khương các chủ, linh khí đạo giới ta đang nhanh chóng biến mất. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ hoàn toàn khô kiệt trong vòng mấy chục năm nữa. Việc cấp bách hiện giờ là tìm được đạo linh kia, bởi việc này chắc chắn có liên quan đến nàng ta. Hai người im lặng. Việc linh khí khô cạn sẽ không có ảnh hưởng gì ngay lập tức, nhưng về lâu về dài, toàn bộ đạo giới sẽ càng suy yếu. Mọi người dựa vào cái gì để tu luyện? Tất nhiên là linh khí. Nếu linh khí không đủ, việc tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Vài trăm năm sau, thế hệ trẻ của đạo giới sẽ yếu hơn hiện nay rất nhiều. Khương Vũ, vì sao đạo linh lại biến mất? Ông lão lắc đầu, ta không biết. Nhưng kể từ khi đạo kinh xuất hiện, ta luôn cảm thấy có người đang nhằm vào đạo giới chúng ta. Hai vị tốt hơn hết nên đề phòng, đừng để người ngoài có cơ hội lợi dụng. Giáo hoàng gật đầu, ta sẽ phái người đi tra rõ. Ông ta nhìn xuống dưới, khẽ cười, cũng không biết hạ giới thế nào rồi, đạo kinh rốt cuộc có nằm trong tay tên Diệp Huyên hay không? Nếu có, ông lão phía sau thở dài trong lòng. Quả nhiên với hai người này, đạo kinh vẫn là quan trọng nhất, bởi nó chính là thứ có thể giúp họ đột phá. Nhưng sau đó, ông ta bỗng phát hiện đạo giới đã bắt đầu loạn lạc. Các thế lực lớn nghi kỵ, tương tàn, đạo linh biến mất, tình cảnh hỏng bét. Vậy mà ai cũng chỉ nghĩ về đạo kinh. Ông lão lắc đầu thở dài. Chấm chấm chấm.
hạ giới. Bọn Lý Miện vẫn chưa tìm được thiên đạo ngũ duy, vì vậy quyết định từ bỏ. Một hôm nọ, sáu cường giả độn nhất cảnh bước vào vũ trụ. Lý Miện nhìn xuống dưới vu thành, thấy một người thanh niên xuất hiện trước mặt. Chính là Diệp Huyên và nhóm An Lan Tú. Diệp Huyên cười với ông ta, chư vị đang định làm gì đây? Lý Miện cong môi, Diệp công tử lần này đừng chơi đùa gì với chúng ta nữa. Một câu thôi, giao đạo kinh ra đây, chúng ta sẽ rời đi. Diệp Huyên, nó ở cổ tự. Lý Miện lắc đầu, ta thật sự không biết nói gì nữa, da mặt của Diệp công tử vượt quá dự đoán của lão phu. Người khác, lúc này, lão tăng cổ tự cũng xuất hiện, đi cùng là ba vị tăng lư áo bảo đen. Bọn họ chắp tay trước ngực, khí tức thu vào, mang đến áp bách vô hình như vũ trụ mênh mông. Không chỉ Diệp Huyên mà những người khác, ngay cả nhóm Lý Miện, cũng đồng thời đanh mặt. Ba vị tăng lữ này đều đã đến độn nhất thượng cảnh. Cổ tự mạnh đến vậy sao? Lão tăng kia nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, trong thư phòng có một bản kinh Phật của cổ tự ta, xin công tử hãy trả lại. Diệp Huyên nghiêm mặt, không phải đã bị các người lấy rồi à? Lão tăng niệm Phật hiệu, công tử, lão tăng xin ngươi hãy làm người đi, đừng vu oan cho cổ tự chúng ta nữa. Có vấn đề gì thì dùng nắm đấm để giải quyết, ngươi cứ bôi nhỏ thế này, lão tăng thật sự không biết nói sao. Người khác, Lý Miện cũng nói với Diệp Huyên, thứ cho ta nói thẳng, người bây giờ không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ cần giao nộp đạo kinh, chúng ta sẽ rời đi, ngũ duy của ngươi còn có thể được bình an. Lão Tăng cũng vội nói, nếu Diệp công tử giao nó ra, cổ tự ta cũng sẽ lập tức rời đi, không đặt chân vào ngũ duy nữa. Thật ra ông ta cũng không muốn liều mạng cùng Diệp Huyên, bởi nhân quả trên người hắn quá lớn. Nhưng thư phòng kia lại quá quan trọng với cổ tự, không còn cách nào khác. Hai món trong đó, cổ tự tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thấy Diệp Huyên im lặng, Lý Miện lại nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, người bây giờ không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu phản kháng, không chỉ ngươi chết mà những người phía sau cũng sẽ chôn cùng. Chỉ một suy nghĩ sai lầm của ngươi sẽ quyết định tồn vong của vũ trụ ngũ duy, hãy nghĩ cho kỹ. Diệp Huyên cười, ta đã nghĩ kỹ từ trước rồi. Lý Miện nhìn sang, nghe hắn nói, xem các ngươi kìa, đến cướp đồ của ta mà còn làm ra vẻ nhân từ đạo mạo. Diệp Huyên ta nói cho các ngươi biết, ta có ngập trong vũng phân cũng không cho. Nói xong, hắn vung kiếm Chu Thiên về phía họ, ông đây cũng chỉ có một câu. Xem nhẹ sống chết, khó chịu thì đánh, tới đi. Chiến. Đây chính là thái độ của Diệp Huyên. Trong tinh không, lão tăng thấp giọng thở dài, lão ta nhìn Lý Miện ở phía xa, Lý Miện khẽ mỉm cười, Diệp công tử can đảm lắm, nhưng lại có chút ngu xuẩn. Giết! Nói xong, bốn cường giả độn nhất cảnh phía sau ông ta lập tức đáp xuống từ tinh không, nhưng vẫn còn một tên không ra tay, nhiệm vụ của gã là đề phòng thiên đạo ngũ duy. Bốn cường giả độn nhất cảnh đồng thời lao xuống, lúc này đây, toàn bộ không trung bỗng sôi sục lên. Bốn độn nhất cảnh. Tiểu thất bên cạnh Diệp Huyên nhìn sang An Lan Tú, cô liên thủ với ta. An Lan Tú gật đầu. Một khắc sau, hai cô gái bỗng phóng lên trời. Hai người vọt thẳng về một tên cường giả độn nhất cảnh. Tuy hai nàng đều là yêu nghiệt, nhưng hiện tại muốn một chọi một với họ thì vẫn có chút khó khăn, dù sao cảnh giới của hai bên cách biệt nhau quá nhiều. Thế nhưng hai đánh một thì không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, hai cô gái đã chặn lại được một cường giả độn nhất cảnh, tên kia ban đầu còn muốn chém giết hai người An Lan Tú, nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta đã phát hiện bọn họ không yếu như hắn ta tưởng, hắn không dám khinh thường thêm nữa. Lúc này ba tên cường giả độn nhất cảnh khác đã bay đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn không ra tay, bỗng có 28 cường giả khác xuất hiện trước mặt bọn chúng. Tất cả cường giả bán bộ độn nhất cảnh của vũ trụ ngũ duy. Đây là ý của Quan Âm, cho những cường giả bán bộ độn nhất cảnh này giao thủ với cường giả độn nhất cảnh kia để rèn luyện một chút, có thể sẽ gặt hái được nhiều thứ không ngờ, để bọn họ đột phá đến độn nhất. Bán bộ độn nhất có sự chênh lệch rất lớn với độn nhất, cũng bởi vì thế nên Quan Âm đã để tất cả cường giả bán bộ độn nhất cảnh ra tay.
28 đánh với 3 người. Diệp Huyên và Quan Âm đều có chút căng thẳng, nhưng cũng hết cách rồi, những cường giả bán bộ độn nhất cảnh này nếu muốn đột phá thì cách tốt nhất chính là giao thủ với độn nhất chân chính. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đại chiến. Khiến Diệp Huyên và Quan Âm có hơi bất ngờ đó là 28 người kia lại chặn được 3 cường giả độn nhất cảnh, hơn nữa còn không hề rơi xuống thế hạ phong, thực lực hai bên hoàn toàn tương đương nhau. Diệp Huyên và Quan Âm nhìn nhau một lúc, Quan Âm trầm giọng nói, trình độ của 3 tên này hơi kém. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía nhóm người lão tăng ở xa xa, nếu 28 người này đối đấu với những kẻ đứng sau lưng lão ta, thì hẳn là không có bất cứ cơ hội nào. Trong tinh không, sắc mặt của Lý Miện và Mạc Đạo đều có chút âm trầm. Bọn họ không ngờ rằng người bên mình lại bị những cường giả bán bộ độn nhất cảnh của vũ trụ ngũ duy ngăn lại. Lúc này, lão tăng ở bên cạnh bỗng lên tiếng, những người này có thể đạt đến bán bộ độn nhất chỉ với điều kiện ở đây, tất nhiên bản thân họ đã không hề tầm thường. Lý Miện nhìn về phía lão tăng, đại sư ra tay được chưa? Lão tăng gật đầu. Ba tăng lữ ở sau lưng lão ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Không ai kịp hay biết họ biến mất khi nào. Khi ba người xuất hiện lại thì đã ở trên đỉnh đầu nhóm người Diệp Huyên. Mà lúc này, lại có 4 cô gái xuất hiện trước mặt bọn họ. A Tử, Tư Đồ, có cả A La và cô gái một chân. A Tử cầm hồ lô rượu bên hông lên nốc một hơi, sau đó chỉ vào một tên tăng lữ, đến đây. Nói xong, nàng ta đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang bắn mạnh ra. Nơi kiếm quang lướt qua, đất trời đổi màu. Tên tăng lữ kia chắp tay trước ngực, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, gã tiến lên trước một bước rồi tung trưởng ra. Ầm. Trong tinh không, tia kiếm quang lập tức bị ép dừng lại cách gã trăm trượng, nhưng một chốc sau, tia kiếm quang kia bỗng vỡ vụn, ngay sau đó, một thanh kiếm đã bay đến trước mặt gã tăng lữ nọ. Gã tăng lữ nhắm chặt hai mắt lại. Xoẹt. Chiêu kiếm của A Tửu đâm thẳng vào không khí, còn tăng lữ kia lại xuất hiện ở vị trí ban đầu của nàng ta. A Tửu không hề xoay lại, nàng chốc ngược thanh kiếm về bên phải, tay trái lại lần nữa nhấc hồ lô lên nốc ửng ực. Đúng lúc này, bỗng có một luồng sức mạnh cực đại kéo đến từ phía sau nàng ta. A Tửu thả hồ lô rượu xuống rồi xoay người đâm một kiếm ra. Chiêu kiếm này gần như khiến toàn bộ thế giới như thể chậm lại. Kiếm niệm cực hạn. Trong tinh không, lão tăng nhíu mày lại. Đây là biểu hiện của kiếm niệm đã đạt đến cực hạn. Diệp Huyên ở phía dưới nhìn chằm chằm vào chiêu kiếm của A Tửu. Kiếm niệm cực hạn. Chiêu kiếm này khiến hắn cảm thấy bản thân có dũng cảm để xuất kiếm hơn. Sư tỷ vơ bừa này của hắn còn mạnh hơn trong tưởng tượng nữa. Trên không, nương theo chiêu kiếm A Tửu tung ra, luồng sức mạnh cực đại ở trước mặt nàng lập tức bị nghiền nát, mà vùng không gian quanh đó cũng đồng thời vỡ vụn. Ầm. Kiếm quang lướt qua, một bóng người chợt thối lùi liên tục. Chính là tên tăng lữ giao thủ cùng A Tửu. Tăng lữ vừa dừng lại, sau bả vai phải của gã bỗng bắn ra một vòi máu tươi. Chiêu kiếm đó đã xuyên thủng tay phải của gã. Nhưng sắc mặt của tăng lữ kia vẫn vô cùng trầm ổn. Trên không, Lý Miện nhìn chằm chằm vào A Tửu, người phụ nữ này chỉ mới bán bộ độn nhất cảnh, nhưng lại có thể đáng ngang tay với cường giả độn nhất trung cảnh. Hơn nữa lại còn chiếm ưu thế lớn đến vậy. Vũ trụ ngũ duy này có nhiều yêu nghiệt đến vậy à? A Tửu lại cầm hồ lô rượu lên uống một hớp, sau đó nàng ta lại quay sang tăng lữ đang ở ngoài xa vạn trượng tiếp tục đi. Nói xong, cơ thể nàng ta lập tức mở đi, chẳng mấy chốc, một luồng tàn ảnh lóe lên giữa không gian nơi đây. Nhanh đến vô cùng, tên tăng lữ kia chắp tay trước ngực, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, rất nhanh sau đó, xung quanh gã xuất hiện một trang kinh văn màu vàng, sau khi những kinh văn này xuất hiện, một tượng Phật cổ xưa bỗng xuất hiện ở sau lưng gã. Từ khi tượng Phật cổ xưa màu vàng này xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một uy thế vô cùng mạnh mẽ, một vài cường giả bán bộ độn nhất cảnh còn cảm thấy tức ngực, không thở được. Diệp Huyên ở phía dưới cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, hắn vung tay phải lên, cỗ uy thế này lập tức bị kiếm ý của hắn ngăn lại. Diệp Huyên nhìn về phía tăng lữ nọ,
gã bỗng ngẩng phất đầu lên nhìn về trước mắt, tia kiếm quang kia đã lao tới, gã đột nhiên nhẹ nhàng ấn tay phải ra, phút chốc ấy, tượng Phật khổng lồ phía sau gã bỗng bùng lên kim quang soi chiếu vạn trượng, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ lấp lánh ánh vàng trực tiếp nện lên trên kiếm quang kia. Ầm ầm. Kiếm quang lập tức vỡ nát. A Tử thì bị chấn lùi về chỗ cũ, mà không gian quanh nàng ta và tăng lữ kia giờ đã biến thành một vùng hư vô. Hai người đều đang ở trong hố đen vũ trụ, thế nhưng tượng Phật màu vàng kia vẫn còn đấy. Tăng lữ nhìn A Tử ở phía trước, gã chắp hai tay trước ngực, tượng Phật khổng lồ ở phía sau cũng chắp tay theo gã. Khoảnh khắc ấy, một luồng uy thế mạnh mẽ như dông lốc bỗng ập đến, càn quét về phía A Tử. Lấy thế đè người. A Tử ở phía xa vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng ta vung tay phải lên, kiếm trong tay lập tức bay ra, sau đó trôi nổi trước mặt nàng ta. Ầm. Một cỗ kiếm niệm mạnh mẽ chấn ra từ kiếm tông, cỗ kiếm niệm này lập tức chặn ngang lại được uy thế cường đại kia. Hai luồng uy thế mạnh mẽ không ngừng va chạm ở trên không, không gian xung quanh sôi sục lăn tăn như nước quá lửa. Lúc này, A Tử đột nhiên nhìn nhóm người Tư Đồ ở bên, các ngươi cứ đánh phần mình, đừng động vào bọn ta. Nói xong, nàng ta uống một hớp rượu, sau đó lại chấp kiếm vọt thẳng ra ngoài. Tăng lữ ở phía đối diện cũng lập tức biến mất theo. Chẳng mấy chốc sau, nơi xa xa truyền đến âm thanh của một trận đánh kịch liệt. Lúc này, trên đỉnh đầu nhóm Diệp Huyên còn sót lại hai tên tăng lữ đang nhìn chằm chằm vào Tư Đồ cùng A La và cô gái một chân. Tư Đồ đột nhiên nói, ta đánh một. Nói xong, nàng ta xòe tay phải ra, một thanh đao không biết từ nơi nào bay đến, một khắc sau, cả người lẫn đao đã biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt một tên tăng lữ khác, nàng ta đâm một đao ra, đất trời thất sắc. Tăng lữ bị Tư Đồ chọn chúng kia cũng bỗng siết chặt hai tay thành quyền, sau đó đấm ra. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Hai quyền phóng ra. Hai luồng quyền ấn màu vàng đột nhiên bao phủ xuống từ trên không. Ánh mắt của Tư Đồ ở phía dưới lóe lên tia khinh thị, nàng ta lại vung đao lên. Ầm. Nháy mắt đao kia vung ra, hai luồng quyền ấn màu vàng kia lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc ấy, Tư Đồ đột nhiên cầm đao xuất hiện trước mặt tên tăng lữ nọ, rồi lập tức đâm xuống. Đao hạ xuống không một tiếng động, không có bất kỳ đao khí nào. Nhưng ai nấy cũng đều cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tăng lữ kia lại đột nhiên vung hai tay lên trước người. Dùng tay chặn đao. Ầm. Đao vừa hạ xuống, không gian xung quanh Tư Đồ và tăng lữ trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng sau khi tăng lữ kia ương ngạnh đỡ chọn một đao động trời của Tư Đồ, hắn ta đã bị chém nát một bên tay. Sau khi áo bào rách bươm, mọi người đều phát hiện trên hai cánh tay tăng lữ này trải đầy phù văn màu vàng, những phù văn này đang không ngừng tỏa ra từng luống sức mạnh to lớn, cũng chính những sức mạnh này đã đỡ lại một đao của Tư Đồ. Một đao không nhận được gì, thế là Tư Đồ lại vung một đao xuống tiếp. Ầm. Lần này, đao của nàng phải khiến tăng lữ kia lùi lại hơn trăm trượng. Sau khi tăng lữ dừng lại, hắn ta nhìn về phía Tư Đồ, đao pháp của cô nương rất sắc bén. Tư Đồ nhếch miệng nở nụ cười, vậy thì nhận thêm một đao nữa đi. Vừa dứt lời, nàng ta đã tiến lên một bước, khoảnh khắc bàn chân dẫm xuống, nàng đã xuất hiện trước mặt tăng lữ, lần này tăng lữ không ương ngạnh đỡ lấy đao của Tư Đồ nữa, mà là tung quyền đấm về phía bụng của nàng. Hiển nhiên hắn ta đang dùng chiêu dùng thương đổi thương. Mà đúng lúc này, Tư Đồ bỗng dưng hư huyễn đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy luồng kiếm quang bỗng lướt ngang bốn phía quanh tăng lữ, tiếng xé rách vang vọng khắp nơi, mà khi mọi người lấy lại thần hồn rồi thì lại chẳng biết tự khi nào Tư Đồ đã trở về chỗ cũ. Đao nhanh quá. Đây là suy nghĩ chung của mọi người ở đây. Trên tinh không, lão tăng kia liếc nhìn Tư Đồ, trong mắt lại càng thêm phần nghiêm nghị. Vũ trụ ngũ duy này tại sao lại có nhiều yêu nghiệt đến thế? Vậy là sao? Sắc mặt hai người Lý Miện cũng ngày càng khó coi, bọn họ không ngờ rằng ngũ duy lại có nhiều cường giả đến vậy. Hoàn toàn khác với những gì họ biết về vũ trụ ngũ duy. Những người này đều đang khiêu chiến vượt cấp. Thật ra bọn họ đã quên mất một điều,
đó là Diệp Huyên đã tập hợp tất cả cường giả vũ trụ ngũ duy lại, tất cả những yêu nghiệt có thể khiêu chiến vượt cấp gần như đều bị hắn gọi về nơi đây hết rồi. Nếu đạo giới và cổ tự cũng có thể làm được điều này thì vũ trụ ngũ duy chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Đơn giản hơn thì là, vũ trụ ngũ duy bây giờ đoàn kết hơn so với đạo giới. Phía dưới, tăng lữ kia đã hứng chọn bốn đao của Tư Đồ, nhưng cơ thể hắn ta lại chỉ chịu chút vết thương bên ngoài. Chốc lát sau, hai người lại bắt đầu đại chiến. Ở một bên khác, tên tăng lữ cuối cùng nhìn về phía A-La và cô gái một chân. A-La và cô gái một chân cũng không hề phí lời, cả hai cũng vọt lên. Đúng lúc này, lão tăng ở phía chân trời bỗng xuất hiện cách trước mặt Diệp Huyên không xa, lão ta nói, Diệp công tử, chỉ bằng chúng ta luận bàn một trận thử xem. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, sau đó đáp, lời này nói ra mà ngươi không thấy ngại à? Đại sư, chúng ta chênh nhau phải vài cảnh giới đấy. Hay là ngươi tự hạ cảnh giới của bản thân xuống để đánh với ta đi? Lão tăng nhìn Diệp Huyên, lời này nói ra mà Diệp công tử không thấy ngại à? Chúng ta bây giờ đang ở thế một mất một còn mà. Diệp Huyên nói, ngươi bảo luận bàn mà. Lão tăng im lặng một chốc rồi bảo, xin lỗi, đã đánh giá thấp ra mặt của Diệp công tử rồi. Diệp công tử, chúng ta không dài dòng nữa quyết sinh tử đi. Diệp Huyên, lúc này lão tăng coi như đã hiểu rõ. Không thể đối đãi với vị Diệp công tử trước mặt này theo lẽ thường được. Diệp Huyên cười nói, cảnh giới như ngươi mà tìm ta phân sinh tử, ra mặt cũng không mỏng đâu. Lão tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, lão tăng hỏi một câu cuối cùng, ngươi có đồng ý giao thư phòng ra không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Lão tăng gật đầu, đã rõ. Nói xong, lão ta tiến lên một bước, theo một bước này, sau lưng lão ta bỗng ánh lên luồng kim quang vạn trượng, lúc này đây, tất cả mọi người có mặt đều lập tức biến sắc. Trong đầu Diệp Huyên đồng thời vang lên giọng nói của A Tửu và Tư Đồ cẩn thận. Cẩn thận. Giọng nói vô cùng nghiêm túc. Lão tăng nhìn Diệp Huyên, lão ta không ra tay, nhưng một luồng áp lực vô hình đã và đang nghiền ép về phía Diệp Huyên. Trong luồng uy thế này còn vang lên một giọng nói cực kỳ trang nghiêm. Buông đao gác kiếm, lập địa thành Phật, buông đao gác kiếm, lập địa thành Phật. Trong giọng nói như xuyên thấu qua mỗi con người. Khiến ai nấy đều kính sợ. Quan Âm bên cạnh Diệp Huyên cau mày lại, lúc này ả ta thậm chí còn không có suy nghĩ sẽ phản kháng nữa. Quan Âm vội vàng trốn ra phía sau Diệp Huyên cũng tiến lên một bước, một luồng kiếm ý kiếm niệm tỏa ra từ trong tay của hắn. Nhưng kiếm ý cùng kiếm niệm này chỉ cản lại được uy thế, chứ không thể ngăn lại được giọng đọc kinh kia, giọng nói kia như một thanh kiếm sắc lẻm xuyên qua đầu Diệp Huyên. Lúc này đây, trong đầu Diệp Huyên chỉ toàn là giọng nói nọ. Diệp Huyên bỗng cười nói, buông đao gác kiếm. Nếu mà buông đao thì ta còn chết nhanh hơn. Giọng nói bỗng hạ xuống, rồi biến mất mà không thấy hình bóng đâu. Lão tăng nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Vừa rồi, lão ta đã thi triển một thần thông của cổ tự, tên là Chu Tâm Chi Ngôn, nhưng lão đã đánh giá thấp bản tâm kiếm đạo của Diệp Huyên rồi. Một kiếm tu mạnh mẽ. Sao bản tâm lại có thể dễ bị dao động được? Trên phương diện tâm cảnh thì hiện nay Diệp Huyên là nhân tố không thể nào chê được. Lão tăng chắp tay trước ngực rồi nhẹ giọng nói, đã đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn lão tăng, đại sư, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Lão tăng gật đầu, mời công tử nói. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, các ngươi cũng thấy làm vậy với người ngoài là từ bi à? Lão tăng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta có lòng từ bi, nhưng chúng ta không thể từ bi với tất cả mọi người được. Lòng từ bi chỉ nên được nhận bởi người xứng đáng, mà Diệp công tử, cậu cũng không phải là người xứng đáng. Diệp Huyên cười nói, không phải khoe khoang, nhưng những chuyện ta làm hiện giờ chẳng lẽ không phải là từ bi. Lão tăng gật nhẹ đầu, chuyện Diệp công tử đang làm, với sinh linh của vũ trụ ngũ duy mà nói thì chính là từ bi. Nhưng với bản thân của vũ trụ này thì lại không phải thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên bật cười, rồi hỏi, đại sư, cổ tự các người đặt vũ trụ hay chúng sinh vào lòng? Hay phải nói các người lấy vũ trụ làm trọng, hay chúng sinh làm trọng?
Lão Tăng im lặng. Diệp Huyên lại nói tiếp, nếu lấy vũ trụ làm trọng, đại sư tu luyện tới trình độ hiện tại là đã có thể địch lại vạn vạn người ở vùng vũ trụ này. Còn nếu trong lòng có chúng sinh, hôm nay đại sư đến đây giết người là hành động từ bi sao? Lão Tăng nhìn Diệp Huyên, nếu Diệp Thí Chủ thật lòng nghĩ cho chúng sinh thì càng nên giao thư phòng kia ra, chỉ cần giao ra, Lão Tăng sẽ lập tức lui về lục duy. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, đại sư xem đi, mục đích của ngươi chính là cướp lấy thư phòng này, gì mà từ bi hay không, thật ra chỉ toàn coi xem người ta có làm chuyện có lợi cho đại sư hay không thôi, nếu có lợi, ngươi liền bảo đó là từ bi, còn không thì đại sư sẽ lại đổi một cách định nghĩa khác về từ bi. Nói xong, hắn lại tiếp tục lắc đầu cười, đại sư, ngươi vừa nói với ta là buông đao gác kiếm, lập địa thành Phật, ta có một câu muốn hỏi, Diệp Huyên ta chưa từng chủ động cầm đồ đao lên, làm sao ta có thể buông xuống được? Lúc này đây, đại sư dẫn ba cường giả siêu cấp đến ngũ duy rõ ràng là vì muốn lấy mạng ta, là đại sư nhấc đao lên trước, người cần buông đao xuống chính là đại sư đấy. Lão Tăng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Lý Miện ở cách đó không xa vội vàng nói, đại sư, hắn đang làm dao động lòng ông đấy. Lão Tăng gật đầu, ta biết. Diệp Huyên ở phía dưới cười nói, làm dao động lòng đại sư. Các người thử vấn lòng mình đi, lẽ nào ta nói có gì sai sao? Lão Tăng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, tâm cảnh của Lão Tăng không dễ dao động chỉ với vài câu nói bậy đâu. Diệp Huyên phất tay. Vậy đại sư thừa nhận rồi đúng không, người đến đây để cướp thư phòng, trong lòng đại sư không gì vượt qua được lợi ích. Lão Tăng nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Phía chân trời, Lý Miện khẽ nhíu mày lại, Lão Tăng này có bị gì không vậy? Sao lại cứ theo Diệp Huyên phân bua chuyện này? Ở phía dưới, trong đầu Diệp Huyên bỗng vang lên giọng nói của Lão Lý, Diệp Minh Chủ, nhờ cậu kéo dài thêm chút thời gian nữa. Một phút thôi. Trận pháp sẽ khởi động được bất cứ lúc nào. Một phút. Khóe miệng Diệp Huyên giật lên, mẹ kiếp, Lão Tăng này không dễ đả động chút nào. Đúng lúc này, Lão Tăng kia đột nhiên cười bảo, Diệp công tử, vậy ngươi đã từng nghĩ đến điều này chưa? Nếu ngươi giao thư phòng ra cũng là một loại hành động từ bi đấy. Cổ tự và đạo giới sẽ rút lui, rất nhiều người ở ngũ duy sẽ không phải chết, không phải à? Giao thư phòng ra. Diệp Huyên nhìn Lão Tăng rồi cười đáp, sao đại sư giỏi thế? Cướp giật mà cũng nói thành chuyện cao cả đến vậy cho được. Lão Tăng lắc đầu, xem ra Lão Tăng và Diệp công tử không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Nói xong, Lão ta chắp hai tay trước ngực, một luồng khí tức mạnh mẽ bằng tràn ra từ cơ thể Lão. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, vội nói, đại sư, ta còn một lời cuối cùng nữa. Lão Tăng nhìn về phía Diệp Huyên, cái gì? Lý Miện nơi chân trời cũng cạn lời, lúc này ông ta thật sự muốn đánh chết Lão Tăng kia. Tên này bị ngây thơ hay ngu vậy? Vừa nhìn là biết tên Diệp Huyên này đang cố tình câu giờ mà. Diệp Huyên đột nhiên nói, đại sư, ta nghe nói tiên tri xuất thân từ cổ tự. Lão Tăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn làm gì ở đó? Lão Tăng đang định đáp lời thì Lý Miện ở bên bỗng lạnh lùng xen vào, đại sư, lẽ nào ông không thấy hắn đang câu giờ à? Lão Tăng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười bảo, đại sư, người biết ta đang kéo dài thời gian mà đúng không? Lão Tăng gật đầu, biết. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy tại sao đại sư để ta làm vậy? Lão Tăng chắp tay trước ngực, bởi vì Lão Tăng cũng cần một chút thời gian. Nghe thế, Diệp Huyên híp mắt lại, đừng bảo với ta ngươi cũng gọi người nhé. Lão Tăng khẽ mỉm cười, Diệp công tử đoán đúng rồi đấy. Vừa dứt lời, bỗng có hai ông lão mặc tăng bào đỏ đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta. Lúc nhìn thấy hai người này, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Hai người đột nhất thượng cảnh. Cho dù là hai người Lý Miện cũng thấy hơi hoảng sợ, cường giả ở cổ tự này sao lại nhiều vậy? Trên không, Lão Tăng nhìn Diệp Huyên, có lẽ lá bài tẩy của Diệp công tử cũng đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Lão Tăng chắp tay trước ngực, vậy hãy để ta mở mang kiến thức một chút đi. Diệp Huyên quay đầu lại,
Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ phía dưới, tế trận. Tế trận. Giọng nói vừa dứt, toàn bộ tinh không bỗng rung lên dữ dội. Ngay sau đó, một trận pháp khổng lồ xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên, trận pháp này bao trùm lấy toàn bộ bầu trời. Mà Diệp Huyên thì lại xuất hiện ở giữa mắt trận, tay hắn cầm lấy thiên chu, xung quanh là những luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngưng tụ về phía hắn, ngoài ra còn có vô số tinh thần chi lực. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người Lý Miện bỗng chốc thay đổi. Trận pháp này bọn họ đã từng lĩnh giáo một lần, chiêu kiếm khi đó của Diệp Huyên suýt nữa đã chém chết được bọn họ. Hơn nãy hiện tại trận pháp này hình như đã mạnh hơn. Trong tinh không, lão tăng nhìn Diệp Huyên đang ở trong trận pháp, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trong trận pháp, Diệp Huyên nhìn lão tăng, cười bảo, đại sư, không phải muốn luận bàn à. Bây giờ chúng ta luận bàn đi. Nói xong, hắn không làm nhảm nữa mà tung ngay một kiếm ra. Bây giờ mà phí lời thì chính là phí thời gian. Chiêu kiếm này vừa tung ra, kiếm quang đã xé toạc tinh không, đất trời biến sắc. Không thể không nói, lúc này đây uy lực một chiêu kiếm của Diệp Huyên còn mạnh hơn của A Tửu khi nãy. Kiếm của A Tửu tuy mạnh, nhưng suy cho cùng chỉ có mỗi cá nhân nàng ta, mà lúc này đây, Diệp Huyên là tập hợp lực lượng của trận pháp cùng tinh thần chi lực, chiêu kiếm này đã không còn là một đòn đánh mà cường giả độn nhất cảnh bình thường có thể đỡ được. Lúc này, lão tăng kia đột nhiên bước ra trước một bước, sau lưng lão ta lập tức có Phật quang xuất hiện, ngay sau đó, một tượng Phật khổng lồ cao đến vạn trượng xuất hiện ở trên trời cao. Nháy mắt khi tượng Phật vàng xuất hiện, một uy thế cường đại như muốn ăn tươi nuốt sống bầu trời ập xuống phía dưới, ngay lúc ấy, lão tăng đấm ra một quyền. Nháy mắt khi tung quyền, tượng Phật ở sau lưng lão ta bỗng mở hai mắt, cũng nện một quyền xuống. Uy thế chấn động cả đất trời. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một quyền của tượng Phật nọ giáng xuống kiếm quang của Diệp Huyên, kiếm quang rung lên kịch liệt, lập tức vỡ tan, còn quyền ấn màu vàng kia thì vẫn lao thẳng xuống dưới. Lúc này đây, trận pháp nơi Diệp Huyên đứng bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể không chịu được luồng sức mạnh này. Trong trận pháp, Diệp Huyên đột nhiên cười gằn, hắn tiến lên một bước, kiếm vực xuất hiện. Sau khi kiếm vực xuất hiện đã nhanh chóng lan rộng khắp trận pháp. Khi trận pháp đã ổn định lại, Diệp Huyên lần nữa bước lên, bước này hạ xuống, một chiêu kiếm tung ra. Lấy kiếm làm niệm. Thời khắc này, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chúng sinh. Diệp Huyên ta, muốn bảo vệ cho vũ trụ ngũ duy. Thủ hộ chi niệm. Một chiêu kiếm đâm ra, luồng kiếm quang đâm thẳng lên trời, dưới cái nhìn của mọi người, kiếm quang kia chém thẳng lên trên quyền ấn vàng. Ầm. Quyền ấn màu vàng kia nổ tung, kiếm quang phóng lên trời, chém thẳng vào tượng Phật. Trên không, lão tăng chắp tay trước ngực, tượng Phật sau lưng lão ta cũng làm vậy theo, trong phút chốc, một luồng kim quang xuất hiện trước kiếm quang của Diệp Huyên, luồng kim quang kia miễn cưỡng chặn ngang lại được kiếm quang, nhưng kiếm quang lại có tư thế áp đảo lại. Nhưng đúng lúc này, Lý Miện ở phía chân trời đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, Mạc Đạo bên cạnh ông ta bỗng xòe tay, một khắc sau, một chiếc chuông nhỏ màu đen xuất hiện trong tay lão ta. Chí bảo tiên các chuông tiên đạo, chuông vang người chết. Mạc Đạo bỗng đọc thầm thần chú, chẳng mấy chốc sau, chuông tiên đạo trong tay lão ta rung lên dữ dội, ngay sau đó, một tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp ngũ duy. Chuông vang liên hồi, vô số người đinh tai nhức óc, thất khiếu chảy máu. Phía dưới Diệp Huyên ở trong trận pháp cũng biến sắc, ngay sau đó, không gian đằng sau hắn bỗng nứt ra, một sức mạnh quỷ dị tựa thanh kiếm sắc lẻm chém về phía hắn, nhanh như điện phóng. Mà đúng lúc này, một cô gái xuất hiện ngay sau Diệp Huyên. Chính là Trương Văn Tú. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hoảng hốt trong lòng, mắt hắn trợn to muốn rách cả mí, Văn Tú, thân thể ta có thể chống đỡ được, mẹ nó đừng có làm chuyện điên rồ. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Huyên có thể lãnh được một đòn đấy, nhưng không chết thì cũng phế. Trương Văn Tú gắt gao nắm trường thương trong tay, không lùi nửa bước. Thấy chết không sờn. Chuông tiên đạo là chí bảo của tiên các, cũng nằm trong những vật đứng đầu đạo giới.
Đạo giới thời xa xưa có lưu truyền một câu thế này, chuông vang, người vong. Mà hiện nay, uy lực của nó khi được một cường giả độn nhất cảnh gióng lên kinh khủng đến nhường nào. Đó căn bản không phải là thứ mà Trương Văn Tú có thể ngăn cản. Diệp Huyên biết rõ điều này, vì vậy không chút nghĩ ngợi mà thu kiếm về. Đúng lúc ấy, Phật quang nơi chân trời lập tức đập nát kiếm quang của hắn, ầm ầm lao xuống. Thu kiếm đồng nghĩa với thu thế. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của Diệp Huyên bị lão tăng và tượng Phật vàng chèn ép, nhưng hắn không có tâm tư nào quan tâm nữa. Hắn lập tức xoay người, một tay kéo Trương Văn Tú ra sau lưng, đồng thời cũng bị một luồng sức mạnh bí ẩn chém vào người. Quỳnh! Cả hai tức tốc thối lui gần nghìn trượng. Khi dừng lại, một dòng máu tươi trào ra bên khóe môi Diệp Huyên, Trương Văn Tú sau lưng hắn mặt cắt không còn hột máu. Tuy Diệp Huyên đã chặn lại phần lớn sức mạnh nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ lan đến nàng ta. Cho dù vậy, nàng ta cũng khó mà ngăn cản chúng. Sao có thể? Trong vũ trụ, Mạc Đạo khẽ nhíu mày, thì thầm với vẻ khó tin. Vừa rồi chính là chuông tiên đạo, thứ có uy lực có thể lập tức giết chết cường giả độn nhất trung cảnh. Vậy mà Diệp Huyên chặn lại được. Nhưng lão ta cũng nhanh chóng nhận ra trên người hắn là một bộ giáp. Giáp nhân vương. Bên dưới, Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu. Nếu không có giáp nhân vương thì hắn đã bỏ mạng rồi, bởi thể xác của hắn căn bản không thể ngăn được chuông tiên đạo. Mà tuy đã có giáp nhân vương thay hắn cản lại phần lớn sức mạnh, nhưng thể xác vẫn bị tổn hại ở một mức độ nhất định. Cùng lúc đó, luồng kim quang ấy đã ập đến trên đầu hắn và Trương Văn Tú. Hắn nói với nàng ta không muốn bất kỳ ai vì ta mà chết. Trương Văn Tú nhìn hắn không chớp mắt, ta đã nói rồi, sống chết có nhau. Diệp Huyên gầm lên, có chết cũng là ta chết trước. Ta còn chưa có mệnh hệ gì. Cô không được phép bỏ mạng, nghe rõ chưa? Trương Văn Tú chỉ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu lên, lệ khí tràn ngập trong mắt tụ. Vừa dứt lời, trận pháp kia đã chấn động kịch liệt. Vô số sức mạnh hội tụ vào cơ thể hắn trong nháy mắt. Một khắc sau, hắn vung kiếm chém thẳng vào luồng kim quang kia. Quỳnh! Kim quang vụn vỡ, nhưng không biết tự khi nào. Lão Tăng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cú đấm của ông ta vung ra khiến không gian phía trước hắn méo mó, trận pháp xung quanh cũng mở hẳn đi. Bên dưới, lão Lý trợn mắt quan sát cảnh tượng này, lầm bầm trong miệng, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Bên trên, Diệp Huyên không tránh không né, cũng không thể chống lại, chỉ có thể căng mình nhận lấy cú đấm. Diệp Huyên tung kiếm thẳng vào yết hầu lão Tăng, nhưng mũi kiếm lại bị nắm đấm ngăn lại. Không thể tiến tới. Hắn thét lên một tiếng, ba loại vực bất thình lình xuất hiện. Kiếm vực, huyết vực, tử vực. Nhìn thấy chúng, vẻ bình tĩnh trên mặt lão Tăng bỗng nhường chỗ cho một sự nghiêm túc, một khắc sau. Quỳnh! Dưới ánh mắt chăm chú của người khác, ông ta bị đường kiếm của Diệp Huyên chém lùi lại mấy trăm trượng. Trong vũ trụ, bọn Lý Miện không khỏi trợn trừng nhìn Diệp Huyên. Ba loại vực. Đây là yêu nghiệt thể loại gì? Người thường lĩnh ngộ một loại thôi đã gặp vô vàn khó khăn, vậy mà hắn lại có đến ba loại. Chuyện quỷ quái gì thế này? Nội tâm họ như có sóng cả gào thét mà qua. Mà đối diện Diệp Huyên, một tia cả kinh cũng len lỏi vào mắt lão Tăng. Tận ba loại vực. Cổ tự tuy không nhiều người nhưng cũng không ít thiên tài yêu nghiệt. Ông ta đã gặp rất nhiều thiên tài như thế trong bao năm qua, nhưng Diệp Huyên này vẫn phải khiến ông ta mở mang tầm mắt. Điều đáng nói là, hắn hoàn toàn không mượn lực từ trận pháp cho một kiếm vừa rồi. Lão Tăng chắp tay trước ngực, khẽ nói, Diệp công tử thật sự khiến ta bất ngờ. Ban đầu, ta cho rằng đáng sợ nhất là người sau lưng cậu, không ngờ bản thân cậu cũng đáng gờm như vậy. Nếu để công tử đạt đến độn nhất cảnh, e rằng nơi đây sẽ không có ai là đối thủ của cậu. Lý Miện và Mạc Đạo im lặng, bởi họ biết lời này của Lão Tăng là hoàn toàn chính xác. Nếu Diệp Huyên đạt đến độn nhất cảnh, nơi đây sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Diệp Huyên cũng không nói gì, chỉ thoáng nhìn bốn phía. Theo tình hình hiện nay, vũ trụ ngũ duy chưa rơi xuống thế hạ phong,
mà A Tửu và Tư Đồ đều mơ hồ có ý cao tay hơn hai tăng lữ kia. Nhưng sau lưng lão tăng vẫn còn hai người chưa ra tay. Đó là hai tăng lữ mặc áo đỏ, đều đã đến độn nhất thượng cảnh. Nếu họ tham gia, thế cục cuộc chiến sẽ thay đổi trong nháy mắt. Bọn họ muốn làm gì? Diệp Huyên không khỏi trầm tư. Đúng lúc này, Trương Văn Tú bước đến bên cạnh hắn. Hắn tóm lấy tay nàng ta, khẽ nói, hứa với ta, không được chết trước. Hắn thật sự rất sợ lại có người vì hắn mà bỏ mạng. Người chết đã chết rồi, nhưng người ở lại thì sẽ phải sống trong áy náy cả đời. Trương Văn Tú chỉ lặng lặng nhìn hắn. Lão Tăng bỗng nói, ra tay. Lời vừa ra, hai tăng lữ phía sau ông ta đã biến mất. Ông ta biết chỉ một mình ông ta thì vẫn rất khó để kết liễu Diệp Huyên, mà hai người Lý Miện còn phải đề phòng Thiên Đạo Ngũ Duy, vì vậy cách nhanh nhất để giết hắn là quần đấu. Thấy cả ba lao tới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, Văn Tú, lùi lại. Trương Văn Tú thoáng nhìn hắn, đoạn im lặng thối lui đến nơi xa. Ở một nơi khác, có một cô gái đang lẳng lặng quan sát hết thảy. Chính là Thiên Mạt. Nhưng nàng ta cũng không có ý định ra tay. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn ba tăng lữ đang lao đến, cười, mẹ kiếp, đúng là xem trọng ta đây quá rồi. Nói xong, hắn đưa tay ra, kiếm thiên chu biến mất, thay vào đó là một ngọn tháp nhỏ mờ ảo xuất hiện giữa trán. Tháp giới ngục. Vào giây phút nó xuất hiện, lão tăng biến sắc, vô thức giảm tốc độ. Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên trong đầu Diệp Huyên, trở về. Chỉ trong chốc lát, tất cả đạo tắc đồng loạt trở về. Từng tầng tháp lần lượt sáng lên chín màu sắc khác nhau. Lão tăng biến sắc kịch liệt, rút lui. Diệp Huyên gào lên, tù. Trên đầu hai tăng lữ áo đỏ đang lao đến bỗng xuất hiện hai chữ tù, đỏ thắm. Hai luồng sức mạnh bí ẩn sinh ra khóa cứng họ lại. Bọn họ biến sắc, muốn phản kháng thì lại hốt hoảng nhận ra tu vi của mình đã bị sức mạnh kia phong ấn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó siết tay lại đấm về trước, dùng thân xác để phá vỡ nó. Thế nhưng chữ tù đỏ chói vẫn phong tỏa lấy họ khiến lòng họ kinh hãi. Sức mạnh này là gì mà lại có thể phong ấn cả tu vi của họ thế này? Mà họ còn là cường giả độn nhất thượng cảnh. Đúng lúc này, lão tăng ở xa bỗng ra tay, từ vũ trụ sau lưng ông ta, một tượng Phật vàng óng bỗng dưng tung nắm đấm. Quyền ấn dài vạn trượng ầm ầm lao xuống khiến biển sao chấn động. Diệp Huyên ở dưới ngẩng phắt lên, lệ khí hiện ra trong mắt. Từ tầng thứ nhất của tháp giới ngục, một chùm sáng lộng lẫy lóe ra, vọt thẳng lên trời cao. Quyền ấn vừa tiếp xúc với nó đã tan thành mây khói. Sau đó, chùm sáng tiếp tục đánh vào tượng Phật vàng. Tượng Phật biến mất như chưa từng tồn tại, đã hoàn toàn bị xóa sổ. Hai mắt lão tăng tràn ngập khó tin. Đây là sức mạnh gì thế này? Lý Miện và Mạc Đạo cũng mang vẻ hốt hoảng không dám tin tưởng. Chùm sáng vừa rồi khiến bọn họ cảm nhận được hơi thở của cái chết. Tòa tháp kia là thứ gì? Ánh mắt họ dính chặt vào tòa tháp đang lơ lửng trên đầu Diệp Huyên. Lão tăng bất thình lình nhìn về trước mặt Diệp Huyên, thấy hai tăng lữ áo đỏ kia đang dần trở nên mờ ảo. Bọn họ bị nhốt trong chữ tù, không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Đoạn hai người nhìn nhau, sau đó xếp bằng ngồi xuống, chắp tay trước ngực, miệng đọc kinh văn. Phản kháng là vô dụng, họ sẽ không làm chuyện vô dụng. Chữ tù phía trên họ ẩn chứa đại đạo mà họ không thể vượt qua, không thể phá vỡ, nhất là khi tu vi còn bị phong ấn. Vì vậy họ chỉ có thể chờ chết. Nhưng cho dù là đối mặt với cái chết, họ cũng bình tĩnh vô cùng. Diệp Huyên nhìn hai tăng lữ, sắc mặt hắn khó xem vô cùng, bởi hắn đã phải chịu hao tổn quá lớn. Sức mạnh của tháp giới ngục sau khi thúc giục tất cả đạo tắc là vô cùng khủng khiếp, nhưng đòi hỏi tiêu hao cũng không kém gì. Diệp Huyên có thể cảm nhận có thứ gì đó đang ồ ạt trôi tuột khỏi người mình. Tuổi thọ. Giọng nói của đại tỷ bỗng vang lên trong đầu hắn, thọ nguyên của ngươi đang nhanh chóng cạn kiệt, tốt nhất nên dừng tay, bằng không ngươi sẽ tỏa hóa chỉ trong nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Diệp Huyên nhắm mắt cười khổ.
có được thần vật hùng mạnh, vất vả lắm mới tìm được hết đạo tắc, vậy mà phải dùng tuổi thọ để trả giá. Có phải mình khổ quá rồi không? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa mà vung tay phải lên, thu hai tăng lữ vào tháp giới ngục. Tuy họ rất mạnh nhưng bên trong cũng có đại tỷ và những người khác trấn áp, hắn có thể an tâm. Sau đó hắn vội vàng thu tháp về, tránh cho phải chịu tiêu hao cực lớn, không chỉ về thọ nguyên mà còn tinh thần lực và hồn lực. Nó còn thiếu chút nữa đã rút cạn huyền khí của hắn. Đoạn, Diệp Huyên nói với lão tăng ở xa, nào, tiếp đi. Hắn thật sự rất muốn được nghỉ ngơi, nhưng lại không thể cho thấy mình đã ở vào thế yếu, bằng không đối phương sẽ không bỏ qua. Lão tăng nhìn hắn một chốc rồi mở tay ra, đến đây. Ông ta vừa dứt lời, một tia sáng đen từ cổ tự bỗng phóng tít lên cao, xuyên thấu vách ngăn vũ trụ, lao về phía vũ trụ ngũ duy. Giọng đại tỷ lại vang lên trong đầu Diệp Huyên, có thần vật giáng lâm ngũ duy. Thần vật hạ xuống ngũ duy. Diệp Huyên cau mày. Rõ ràng lão tăng này nhìn ra bây giờ hắn đang trong thời kỳ suy yếu, đối phương không hề muốn dừng tay. Thế này thì hơi phiền phức rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại tỷ, ta vẫn có thể sử dụng tháp giới ngục chứ? Đại tỷ đáp, có thể, nhưng e rằng ngươi sẽ dùng hết tuổi thọ của mình, cho nên ta không đề nghị ngươi tiếp sự sử dụng tháp giới ngục. Diệp Huyên im lặng. Không dùng tháp giới ngục thì làm sao đấu lại cổ tự và đạo giới đây? Bây giờ hắn phải ngăn cản lão tăng này và thần vật sắp đến kia, nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. Có lẽ cổ tự sẽ không tàn sát cao thủ của ngũ duy, nhưng đạo giới chắc chắn sẽ làm thế. Vĩnh viễn không được hy vọng kẻ thù sẽ nhân từ. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Lần này, không có ai đến giúp mình nữa. Phải dựa vào bản thân thôi. Bên dưới, Quan Âm và Văn Tú cứ đứng nhìn Diệp Huyên như thế. Bọn họ biết nếu Diệp Huyên không gánh nổi việc này, liên minh vũ trụ ngũ duy sẽ lập tức tan vỡ, sau đó cả vũ trụ ngũ duy có thể bị tàn sát, cũng có thể bị nô dịch. Trận chiến này liên quan đến số mệnh của ngũ duy. Nếu thua, thì không cần đợi đến ngũ duy kiếp nữa. Lúc này, không gian trên đầu mọi người đột nhiên nứt ra. Sau đó, một thanh trường đao xuất hiện. Thanh trường đao vừa xuất hiện, chỗ nó đi qua lập tức biến thành hư vô, sau đó trở thành một vùng đất chết. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, giới đao. Đây là giới đao, một trong ba bảo vật của cổ tự, đao này có cao tăng Phật Pháp qua các triệu đại của cổ tự gia trì, khắc được tà ma và sát khí, ngoài ra đao này còn có luân hồi chi lực, một khi bị nó chém chúng sẽ lập tức tiến vào địa ngục luân hồi. Cả đời không được siêu sinh. Uy lực của nó còn mạnh hơn cả thiên đạo. Đây là giọng nói của đại tỷ. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, đại tỷ, sao tỷ lại hiểu về bảo vật của cổ tự thế? Đại tỷ im lặng một lúc rồi mới nói, ngươi quên tiên sinh đi ra từ nơi nào rồi sao? Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu ra. Năm đó tiên sinh là đi ra từ cổ tự. Diệp Huyên nhìn về phía lão tăng mở lòng bàn tay. Thanh giới đao bay đến tay lão ta, vào khoảnh khắc cầm đao, hơi thở trên người lão tăng thoáng chốc thay đổi. Trước đó khí thế trên người lão ta rất ôn hòa, bây giờ lại trở nên áp lực, hơn nữa bên trong sự áp lực đó còn mang theo cả sát khí. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của Diệp Huyên vào lúc này. Lão tăng vốn là cao thủ siêu cấp độn nhất thượng cảnh, lúc này có được thần vật như thế, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Sao có thể ngăn cản được đây? Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó đi về phía lão tăng. Thật ra sự lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ là tạm trốn đi. Nhưng hắn không thể rút lui. Chỉ cần hắn rút lui, tất cả mọi người đang có mặt đều phải chết. Đương nhiên hắn còn có một sự lựa chọn khác, đó là giao thư phòng ra. Nhưng nếu cứ thế giao thư phòng ra để bảo vệ tính mạng, dùng cách đó để được sinh tồn thì còn không bằng chết đi. Người còn sống thì phải chiến đấu đến cùng. Diệp Huyên lựa chọn chiến đấu. Diệp Huyên đi về phía lão tăng, hắn đi rất chậm, còn cầm kiếm Thiên Chu trong tay. Kiếm Thiên Chu không phải kiếm của hắn, nhưng bây giờ, thật ra kiếm Thiên Chu đã hoàn toàn dung hợp với hắn rồi, như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân,
kiếm Thiên Chu chợt không ngừng rung lên, tiếng kiếm reo chấn động cả tinh không. Hai người Lý Miện đứng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, bọn họ vẫn không ra tay, nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, đó là ngăn cản Thiên Đạo Ngũ Duy có thể ra tay. Mà lúc này Thiên Đạo Ngũ Duy không hề có mặt ở vũ trụ Ngũ Duy. Ở đạo giới, Mộ Niệm Niệm xách một con cá chậm rãi bước đi trong tinh không. Trên đường đi, một giọng nói vang lên từ bên cạnh nàng ta, có lẽ bây giờ hắn đang rất nguy hiểm. Mộ Niệm Niệm không nói gì. Người nọ lại hỏi, người thật sự không giúp sao? Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng bước, nàng ta nhẹ giọng nói, thời gian của ta không còn nhiều. Trong khoảng thời gian có hạn của ta, việc ta có thể làm không phải là giúp hắn tiêu diệt đối thủ, mà là để hắn có thực lực đối mặt với tất cả khó khăn. Hắn cần phải trưởng thành. Dứt lời, nàng ta lại tiếp tục bước đi. Giọng nói kia cất lời, thời gian không còn nhiều. Là sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, không có gì. Người kia thắc mắc, người có gì đó giấu ta đúng không? Mộ Niệm Niệm chỉ cười chứ không nói gì, một lát sau, nàng ta biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Vũ trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên vẫn đang chậm rãi đi về phía Lão Tăng, lúc này thật ra hắn đang rất yếu, hơn nữa hắn cũng không thể giấu đi sự yếu ớt của mình. Lão Tăng nhìn Diệp Huyên trước mặt, không nói một lời vung đao. Một đao. Chỉ một đao lại khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đao chém ra, đao khí màu xám cho chém vỡ tinh không, nhắm thẳng về phía Diệp Huyên. Nơi đao khí đi qua, không gian biến thành hư vô, linh khí biến mất, vạn vật quy nguyên. Một đao làm ảnh hưởng tới tận căn nguyên của vũ trụ Ngũ Duy. Thấy một đao này, sắc mặt của Trương Văn Tú bên dưới lập tức thay đổi, nàng ta bay về phía Diệp Huyên, nàng ta biết, bây giờ Diệp Huyên hoàn toàn không đỡ được nó. Diệp Huyên chợt cất lời, quan cô nương, ngăn nàng lại. Nghe vậy, Quan Âm lập tức chặn trước mặt Trương Văn Tú. Ả ta nhìn Trương Văn Tú, tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn. Trương Văn Tú siết chặt tay, nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa. Lúc này nàng ta chợt phát hiện, mình rất quan tâm người đàn ông trước mắt. Việc này bắt đầu từ khi nào? Trương Văn Tú hơi mơ hồ. Diệp Huyên ở phía xa nhìn đao khí vừa chém tới kia, hắn biết, lần này chỉ có thể tự mình đương đầu. Không có ai giúp hắn cả. Chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, lúc này, đao khí đã di chuyển tới chỗ cách hắn mười mấy trượng. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra. Một chùm sáng đỏ như máu bay lên cao từ trong người hắn, trong nháy mắt, tinh không chợt biến thành một màu đỏ như máu. Thấy cảnh này, hai người Lý Miện nhìn nhau, trong mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là huyết mạch chi lực gì vậy? Sao lại mạnh đến thế? Mạc Đạo đột nhiên trầm giọng nói, huyết mạch này còn mạnh hơn huyết mạch Ma Đạo và Đế Huyết. Lý Miện gật đầu, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên bên dưới, người này lại lịch không tầm thường. E rằng là có người chống lưng. Bình thường người có huyết mạch như thế, sau lưng chắc chắn có người làm chỗ dựa. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên kích hoạt huyết mạch của mình, kiếm Thiên Chu trong tay hắn lập tức biến thành một thanh kiếm đỏ như máu. Kiếm thay đổi theo chủ nhân. Lúc này, đao khí kia đã bay đến trước mặt Diệp Huyên, hắn tiến lên một bước, dưới một bước đó chính là một biển máu. Hắn chém ra một kiếm. Một vùng huyết quang xuất hiện, đao khí kia bị một kiếm của Diệp Huyên ngăn lại, nhưng Diệp Huyên trong biển máu lại không ngừng run rẩy, vì hắn chỉ ngăn cản được đao khí, chứ không phá hủy được nó. Lúc này, Lão Tăng ở phía xa lại chém tới một đao. Một đao này còn mạnh hơn đao trước. Trong mắt Diệp Huyên thoáng hiện lên sát khí, hắn chợt hét to, huyết vực xuất hiện, huyết vực sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Diệp Huyên lại chém tới một lần nữa. Chiêu kiếm này là nhất kiếm nhất niệm. Một kiếm chém ra. Đao khí trước mặt Diệp Huyên lập tức bị chém vỡ, nhưng lại có một tia đao khí bay đến. Diệp Huyên lại vung kiếm chém một cái, kiếm quang màu máu bay ra. Diệp Huyên và kiếm lập tức lùi xa nghìn trượng, vừa mới dừng lại, một tiếng chuông đột nhiên vang lên ở chỗ tinh không trên đầu hắn.
Chuông Thiên Đạo. Mạc Đạo lại ra tay một lần nữa. Thực lực của Diệp Huyên khiến hai người họ sợ hãi. Bây giờ phải diệt trừ tên yêu nghiệt này, nếu không sau này chắc chắn có họa lớn. Vào khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, không gian trên đầu Diệp Huyên lập tức nứt ra, một lực lượng kỳ lạ xuất hiện, nhằm thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ kiếm đâm lên, kiếm quang màu máu xuất hiện trên mũi kiếm. Ầm. Trong nháy mắt, huyết quang bắn khắp nơi, Diệp Huyên lại lùi thêm nghìn trượng, mà hắn vẫn chưa dừng lại thì Lão Tăng đã xuất hiện ngay trước mặt. Lão Tăng đọc thầm một câu kinh văn, sau đó vung đao, vào khoảnh khắc đao chém tới, có một lực lượng kỳ lạ lóe lên trên lưỡi đao. Luân hồi chi lực. Diệp Huyên giơ ngang kiếm đỡ chiêu. Oanh! Huyết quang quanh người Diệp Huyên không ngừng chấn động. Diệp Huyên liên tục lùi về sau, mà trong lúc đó, Lão Tăng kia lại xuất hiện một lần nữa, tiếp tục chém xuống một đao. Lúc này, Diệp Huyên chợt giẫm chân phải. Ba loại vực lập tức xuất hiện, khi ba loại vực này xuất hiện, Lão Tăng lập tức bị chấn áp, Diệp Huyên lại đâm một kiếm tới, lúc này, kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn đao của Lão Tăng. Kiếm của hắn nhắm thẳng vào cổ họng của Lão Tăng, mà giới đao của lão ta cũng chém lên đầu hắn. Cục diện hai bên đều chịu thiệt. Lão Tăng không thu đao, Diệp Huyên cũng không thu kiếm. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Lão Tăng và Diệp Huyên đều lùi lại khoảng nghìn trượng. Diệp Huyên dừng lại, trên người hắn chợt có tiếng nứt vang lên. Giáp Nhân Vương. Giáp Nhân Vương ông lão thợ rèn vừa chế tạo cho hắn bị nứt vỡ. Chẳng những thế, có một lực lượng thần bí đang ăn mòn lấy nó, Giáp Nhân Vương đang biến mất với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Luân hồi chi lực. Không ngờ Giáp Nhân Vương lại không ngăn được luân hồi chi lực. Trên người Lão Tăng ở phía xa không biết đã xuất hiện một cái áo cà sa màu vàng từ bao giờ, khi nãy nhờ có nó, Lão ta mới đỡ được chiêu kiếm của Diệp Huyên. Lão Tăng nhìn Diệp Huyên, Lão ta chắp hai tay, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, cậu thật sự khiến Lão nạp quá bất ngờ. Lão ta thật sự không ngờ Diệp Huyên lại có thể dựa vào năng lực của mình mà đấu với Lão ta đến bây giờ. Phải biết rằng lão ta cao hơn Diệp Huyên tận mấy cảnh giới đấy. Quan trọng nhất là khi nãy lão còn cầm giới đao. Có thể nói, một khi dùng giới đao, trong những người cùng cảnh giới có rất ít người là đối thủ của lão ta. Nhưng khi nãy Diệp Huyên lại chiến đấu ngang tài ngang sức với lão ta. Lão ta biết là vì huyết mạch của Diệp Huyên. Điều lão ta khiếp sợ chính là huyết mạch này. Đây là huyết mạch gì? Sao lại mạnh thế? Lão Tăng không nghĩ nhiều nữa mà lại cầm đao đi về phía Diệp Huyên, lão ta đi rất nhanh, một khí thế mạnh mẽ dâng lên. Lần này, Diệp Huyên không còn thứ gì có thể ngăn cản giới đao của lão ta nữa cả. Dưới đao này, Diệp Huyên sẽ chết chắc. Đao thế cuộn cuộn nhanh chóng xuất hiện, khiến tinh không cũng phải run rẩy. Lão Tăng rõ ràng muốn kết liễu Diệp Huyên chỉ trong một đao. Bởi sức mạnh hắn thể hiện quá ư là khủng khiếp, ngay cả ông ta cũng phải kiêng kỵ. Sở dĩ trước đó hắn có thể đỡ được một đao kia là nhờ có bảo giáp, nhưng hiện nay hắn đã không còn nữa. Lão Tăng có lòng tin vào một đao này. Đúng lúc ấy, kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên bỗng biến mất, thay vào là một thanh huyết kiếm. Chính là thanh được người áo xanh để lại kiếm linh. Nó hóa thành một tia sáng đỏ nhập vào giữa mày Diệp Huyên. Duyên. Chỉ trong chốc lát, một chút lý trí cuối cùng nơi đáy mắt hắn đã triệt để biến mất, đưa hắn vào trạng thái phong ma hoàn toàn. Ầm. Một luồng khí tức huyết mạch cuồn cuộn phóng lên trời cao, chấn động vũ trụ. Giữa hai trạng thái bán phong ma và phong ma hoàn toàn có sự khác biệt một trời một vực. Sau khi tiến vào trạng thái sau, khí tức và sức mạnh của Diệp Huyên tăng vọt trong nháy mắt. Lệ khí và sát ý khổng lồ càn quét bốn phía, chỉ trong phút chốc đã lấp đầy vũ trụ. Sau đó, hắn giơ kiếm lên, chém xuống ngay vào đao của Lão Tăng. Uỳnh! Dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, ông ta tức tốc lùi lại hơn nghìn trượng. Kiếm quang màu máu kia không tản đi mà vẫn còn tụ tập phía trên giới đao. Đúng lúc ấy, giới đao bỗng tỏa ra một luồng sức mạnh bí ẩn Phật Pháp. Nó vốn có thể thanh lọc sát ý và lệ khí,
nhưng lại không thể nào xua tan hai thứ trên ẩn giấu trong kiếm khí. Bởi chúng đến từ huyết mạch. Lão Tăng dùng hai tay cầm đao, kèn cựa chống lại kiếm khí màu đỏ của đối thủ. Khi Diệp Huyên đang muốn ra tay thì lại có một tiếng chuông ngân vang từ chân trời. Chuông tiên đạo. Mạc đạo lại ra tay. Diệp Huyên bỗng quay phát lại, vung kiếm chém ra. Xoẹt. Một luồng sức mạnh quỷ dị bị chém vỡ. Thấy vậy, nhóm Lý Miện và Mạc Đạo đồng thời biến sắc. Diệp Huyên này mạnh đến vậy sao? Lý Miện bỗng nói, là thanh kiếm kia. Mạc Đạo nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Nó còn mạnh hơn cả kiếm Thiên Chu trước kia. Diệp Huyên lấy đâu ra mà lắm thần vật như vậy? Ở dưới, Diệp Huyên cất bước đi về phía Lão Tăng, mỗi một bước đi đều để lại một mảng huyết quang, thật sự là đi đến đâu đẫm máu đến đó. Lão Tăng nhìn hắn với vẻ nghiêm trọng, ban nãy, giới đao của ông ta không những không thể thanh tẩy được sát ý và lệ khí của hắn, ngược lại còn suýt bị chúng ăn mòn. Đây là huyết mạch chi lực kiểu gì? Lão Tăng càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Bỗng nhiên, Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Kiếm quang màu máu xé nát hư không mà đến. Lão Tăng nhắm mắt lại, giơ thanh đao lấp lánh ánh vàng lên chém xuống. Nhưng đường đao vừa dứt, kiếm khí đỏ máu đã vun vút lao đến. Ầm. Hai màu đỏ vàng nổ tung, Lão Tăng và Diệp Huyên đều lùi lại hơn trăm trượng, nhưng sắc mặt người trước lại càng nặng nề hơn khi phát hiện khí tức của người sau đang ồ ạt tăng vọt. Diệp Huyên đang trở nên mạnh hơn nữa. Nhưng quan trọng nhất là cơ thể hắn có khả năng tự chữa lành rất mạnh. Hai bên cứ qua lại như vậy, hắn chính là người chiếm ưu thế nhiều hơn. Lão Tăng nhìn về phía hai người Lý Miện, Mạc Đạo, nếu còn át chủ bài, xin hãy lấy ra. Cả hai không nói gì, bởi người của bọn họ đều đã bị người bên Diệp Huyên chặn đứng. Tuy là bản thân họ chưa ra tay, nhưng vốn mục đích của họ là ngăn cản thiên đạo ngũ duy. Lão Tăng lại nói, ba chúng ta liên thủ, nếu có thể kết liễu hắn thì quá tốt, nếu không thì hãy rút đi. Lý Miện và Mạc Đạo nhìn nhau, đoạn gật đầu. Lần này họ đương nhiên sẽ không dở trò qua loa lường gạt, bởi trước mắt thì cái chết của Lão Tăng cổ tự sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ, mà ngược lại, uy hiếp đến từ Diệp Huyên càng lớn hơn. Lão Tăng bỗng cầm đao xông lên, từng tia sáng vàng quanh người ông ta tràn vào giới đao. Hai người Lý Miện và Mạc Đạo thấy vậy thì cũng không do dự nữa, đồng thời lao về phía Diệp Huyên. 3-1. Tuy Diệp Huyên đã có sự trợ giúp từ huyết mạch là kiếm linh, nhưng hắn tuyệt đối không thể thắng được ba người này. Thật ra thì ngay từ lúc tiến vào trạng thái phong ma hoàn toàn hắn đã thua một nửa. Tiến vào phong ma đồng nghĩa với đánh mất lý trí. Nếu không có ai đến trấn áp, bản thân hắn sẽ trở thành mối họa lớn nhất với vũ trụ ngũ duy. Tiếc rằng ba người Lão Tăng lại không biết điều này, bằng không thì họ đã lập tức rời đi rồi. Trong lòng vũ trụ, khí tức khi ba siêu cường giả lao về phía Diệp Huyên khiến không gian nơi hắn đứng bị nghiền ép đến mờ ảo. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt Lý Miện và Mạc Đạo. Thiên Mạt. Hai người ngẩn ra. Người ngăn nàng ta lại, Lý Miện nói, sau đó lao xuống dưới. Bản thân Mạc Đạo thì vọt đến trước Thiên Mạt. Thiên Mạt không ngăn chặn Lý Miện, bởi thực lực hiện nay của nàng ta cũng chỉ có thể cản lại một cường giả độn nhất cảnh. Hai người Lý Miện và Lão Tăng chẳng mấy chốc đã vọt đến trước mặt Diệp Huyên. Đúng lúc này, một tòa tháp nhỏ bỗng xuất hiện giữa chân mày hắn. Bọn họ vừa nhìn thấy nó thì biến sắc, không hẹn mà cùng lui lại hơn nghìn trượng. Đây chính là tòa tháp đã giết hai độn nhất thượng cảnh trong nháy mắt. Đừng nói chi Lý Miện, ngay cả Lão Tăng cũng sợ hãi không thôi, từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ sâu đậm dành cho vật nó. Ông ta không có lòng tin mình có thể ngăn được nó. Thế là trong lúc nhất thời, cả Lý Miện lẫn Lão Tăng đều không làm ra động tác gì. Nhưng Diệp Huyên thì lại có, mục tiêu của hắn không phải Lão Tăng, mà là Tăng Lữ đang bị A Tửu áp chế. Hắn ta không đánh lại nàng ta, nhưng A Tửu cũng khó mà kết liễu được hắn. Nhưng có sự tham gia của Diệp Huyên, tình thế bỗng dưng thay đổi. Tăng Lữ vừa quay lại, một tia kiếm quang đỏ máu đã bay đến.
Đồng tử hắn ta khẽ co lại, vội vàng chắp tay trước ngực. Một luồng sáng vàng tuôn ra từ trong người hắn ta, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm quang của Diệp Huyên đã tan đi mất. Uỳnh! Khi Tăng Lữ bị nhát kiếm đẩy lui, kiếm quang thứ hai từ A Tửu đã xuất hiện sau lưng hắn ta. Tăng Lữ biến sắc, vội xoay người tung trường. Uỳnh! Một trường này của hắn ta ngăn được kiếm của A Tửu, nhưng vào đúng khoảnh khắc này, một thanh kiếm đã xuyên thủng gáy hắn. Xoẹt! Hai mắt Tăng Lữ mở to, sau đó thân thể dần tiêu tan. Lão Tăng ở nơi xa thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai mắt long lên trừng Diệp Huyên. Ông ta bỗng nhận ra, cho dù thiên đạo ngũ duy không ra tay, bản thân Diệp Huyên này cũng rất khó giải quyết. A Tửu cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ đề phòng khi cảm nhận được sát ý trên người hắn. Hắn hiện tại đang không được bình thường cho lắm. A Tửu, tiểu sư đệ không định đánh ta đấy chứ? Diệp Huyên đang định ra tay, nào ngờ thanh huyết kiếm trong tay hắn bỗng run lên. Một khắc sau, hắn đã xoay người vọt về phía Tăng Lữ khác ở nơi xa. A Tửu thấy vậy thì ngẩn ra, khẽ nói kiếm đang chỉ dẫn cho hắn. Lão Tăng cũng phát hiện điều này. Khi thấy Diệp Huyên định ra tay đánh A Tửu, ông ta còn thấy vui mừng trong lòng, bởi điều này chứng tỏ thần trí hắn đã trở nên bất thường, không phân địch ta. Nhưng khi Diệp Huyên xoay người đi giết một Tăng Lữ khác, ông ta không khỏi sững sờ. Hắn tuy không có thần trí, nhưng kiếm trong tay hắn có, nó đang chỉ dẫn ngược lại hắn. Con mẹ nó chứ! Lão Tăng thốt lên, rút lui. Nghe thấy lời ông ta, Tăng Lữ ở xa kia lập tức quay đầu không chút do dự, biến mất khỏi vũ trụ. Tốc độ này khiến Tư Đồ ngớ ra. Lão Tăng cũng chừng Diệp Huyên một cái rồi xoay người đi. Ông ta không thể làm gì hắn được nữa. Cường giả độn nhất thượng cảnh có thể áp chế Diệp Huyên nhưng lại không thể giết hắn, thậm chí còn ở thế hạ phong khi hắn tiến vào trạng thái phong ma hoàn toàn. Thấy các Tăng Lữ rời đi, bọn Lý Miện Mạc Đạo cũng lập tức rút lui. Chẳng mấy chốc, cường giả cổ tự và đạo giới đã biến mất. Thấy vậy, nhóm Quan Âm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự chú ý của họ lại nhanh chóng tập trung trên người Diệp Huyên. Làm thế nào với hắn bây giờ? Liệu hắn có khôi phục thần trí được không? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Diệp Huyên đứng giữa vũ trụ, tay phải cầm kiếm, cả người không ngừng run rẩy, lệ khí và sát ý vô tận ngùn ngụt tỏa ra quanh người. Khí tức lại càng tăng vọt một cách điên cuồng, tựa như vô tận, khủng khiếp vô cùng. Có một vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra, đó là khí tức đang tăng lên quá nhanh, đến nỗi cơ thể hắn đã khó lòng chịu đựng. Trước đó Diệp Huyên còn cưỡng ép khởi động tháp giới ngục khi bị trọng thương, nay lại có huyết mạch chi lực không ngừng tăng lên khiến cơ thể hắn không thể chống lại. Nhưng càng quan trọng hơn là ở đây không ai có thể trấn áp được huyết mạch của hắn cả. Trước đây còn thiên đạo ngũ duy có thể, nhưng hiện nay nàng ta lại không có mặt. Trương Văn Tú muốn đi qua nhưng bị A Tửu ngăn cản. Nguy hiểm, A Tửu lắc đầu. Diệp Huyên hiện nay đang cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ ai đến gần đều có thể khiến hắn ra tay. Trương Văn Tú hỏi, cô có thể trấn áp huyết mạch của hắn không? Nàng ta lắc đầu, không. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên quá mạnh mẽ, chỉ có ai mạnh hơn hắn gấp nhiều lần mới có thể trấn áp nó. Trương Văn Tú nhìn người ở nơi xa với vẻ lo lắng vô bờ. A Tửu lại hỏi thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, các hạ có thể không? Sở dĩ hắn tiến vào trạng thái phong ma hoàn toàn cũng bởi vì nó. Kiếm khẽ run lên như đáp lại. A Tửu cau mày. Thanh kiếm đang nói nàng ta không thể trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên, nhưng có thể khiến nó càng trở nên điên cuồng hơn. A Tửu uống một hớp rượu, kiếm gì thế này, ta chịu. Mà Thiên Mạt lại chậm rãi siết chặt tay khi nhìn Diệp Huyên. Hiện đang là lúc huyết mạch chi lực của hắn lên đến đỉnh điểm, nếu nàng ta tiến hành song tu. Lúc này, Thiên Mạt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên vô thức muốn xuất kiếm, nhưng lại bị kiếm linh làm ảnh hưởng. Tay phải của Thiên Mạt nắm lấy bả vai Diệp Huyên, một khắc sau, nàng ta và Diệp Huyên lập tức biến mất. Sắc mặt mấy người Trương Văn Tú và An Lan Tú thay đổi, lập tức muốn đuổi theo, nhưng A Tửu bên cạnh chợt nói,
nàng sẽ không làm hại đến hắn, cũng không thể làm hại hắn. Thiên Mạt bây giờ hoàn toàn không thể làm gì Diệp Huyên cả, nếu Thiên Mạt có ý xấu với Diệp Huyên, thanh kiếm kia sẽ bảo vệ hắn. Một khi thanh kiếm kia không ảnh hưởng đến Diệp Huyên, có hai Thiên Mạt cũng không làm gì được hắn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt lão Lý im lặng. Quan Âm nhìn lão, bất chấp tất cả tăng cường trận pháp. Lão Lý gật đầu, ta hiểu. Trận pháp trước đó rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ chống lại cao thủ mạnh như lão Tăng. Nếu không nhờ Diệp Huyên có tháp giới ngục, thì lần này vũ trụ ngũ duy đã thua rồi. Lão Lý xoay người rời đi. Lão đã nhìn ra sự thiếu sót của trận pháp. Việc lão muốn làm bây giờ chính là bất chấp mọi giá tăng cường trận pháp. Vì Diệp Huyên đã đủ mạnh rồi. Bọn họ không cần phải lo đến vấn đề Diệp Huyên có chịu được hay không nữa, việc bọn họ phải suy xét bây giờ là trận pháp có đủ mạnh không. Quan Âm nhìn cao thủ bán bộ độn nhất cảnh xung quanh, khi nãy lúc 28 cao thủ bán bộ độn nhất cảnh đấu với cao thủ độn nhất cảnh, thật ra 28 người này đã áp chế được đối phương. Như vậy có thể thấy, khi bán bộ độn nhất đối kháng với độn nhất thì chênh lệch cũng không lớn lắm. Đương nhiên ả ta cũng biết đó là đấu với cao thủ độn nhất cảnh bình thường, nếu đấu với lão Tăng thì chắc chắn không thể thắng nổi. Có điều qua trận chiến này, những cao thủ bán bộ độn nhất cảnh kia cũng có thu hoạch không nhỏ. Điều đáng nói là trong trận chiến này, Quan Âm vẫn chưa để kiếm tu của kiếm tông xuất chiến. Đây là một thanh kiếm giấu kỹ của vũ trụ ngũ duy. Phải sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Quan Âm xoay người rời đi. Bây giờ ả ta phát hiện, năng lực tổng thể của vũ trụ ngũ duy trước mắt vẫn chưa ổn lắm, còn phải nâng cao. A Tửu đứng nhìn vào nơi sâu trong tinh không, uống một ngụm rượu, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tư Đồ đi tới bên cạnh nàng ta, tỷ thấy sao? A Tửu lắc đầu, không phải độn nhất chân chính. Tư Đồ gật đầu, đúng thế. Đảo Trích Tiên cũng không phải một nơi bình thường. Nơi đó từng là nơi ở của một kiếm tu siêu cấp vô địch thế gian. Mà hai người họ là truyền nhân của người đó, đương nhiên có hiểu biết hơn người bình thường rất nhiều. A Tửu lại nói, xem ra lục duy và đạo giới này vẫn chưa phải giới hạn. Tư Đồ nhìn về phía A Tửu, không nói gì. A Tửu đột nhiên xoay người nhìn A La ở phía xa, người còn thiếu một thứ. Tư Đồ cũng nhìn về phía A La, có thể nói ở đây ngoài hai người. A La là người có thực lực đáng sợ nhất. A La nhìn A Tửu nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. A La không từ chối mà đi theo nàng ta. Thiên phú và thực lực của A La đều thuộc hàng đầu, nhưng rất nhiều lúc chỉ có thiên phú là không đủ, còn cần chút may mắn nữa. Tư Đồ đột nhiên chỉ vào Tiểu Thất ở xa xa. A Tửu nhìn Tiểu Thất, lắc đầu, không dậy được. Tiểu Thất. Nếu nói về thiên phú, tất cả mọi người ở đây đều không sánh bằng Tiểu Thất. Đây thật sự là yêu nghiệt. Thật ra thành tựu kiếm đạo của nàng ta bây giờ đã không thua kém gì A Tửu, nhưng cảnh giới thì còn yếu hơn một chút. Có thể nói nếu Tiểu Thất đạt đến bán bộ độn nhất, dù là A Tửu cũng chưa chắc có thể thắng được nàng ta. Tiểu Thất nhìn A Tửu và A La, không nói gì. Bên dưới. An Lan Tú và Trương Văn Tú cũng không rời đi, hai người đều đang lo lắng cho Diệp Huyên. Tiểu Thất đột nhiên nói, thanh kiếm kia rất lợi hại. Hai cô gái nhìn về phía Tiểu Thất nhẹ giọng nói, nữ nhân kia không làm hại được hắn đâu, yên tâm đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Là một kiếm tu, nàng ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong thanh kiếm của Diệp Huyên. An Lan Tú và Trương Văn Tú nhìn nhau, sau đó hai cô gái xoay người rời đi. Tinh không lại yên lặng trở lại. Trước vách ngăn của vũ trụ ngũ duy, một cô gái cũng xoay người rời đi. Người này chính là Văn Chiêu Nhược. Nàng ta vẫn luôn chú ý tới chuyện của vũ trụ ngũ duy cùng với đạo giới và cổ tự. Nàng ta rất khiếp sợ, thứ nhất. Nàng ta không ngờ cổ tự lại mạnh đến mức có thể điều động được biết bao nhiêu cao thủ độn nhất cảnh một cách dễ dàng như vậy. Thứ hai, nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể chống lại sự liên thủ của đạo giới và cổ tự. Diệp Huyên rất mạnh, vũ trụ ngũ duy cũng không yếu như nàng ta nghĩ,
còn cổ tự thì còn mạnh hơn trong dự đoán của nàng ta nhiều. Bây giờ Lục Duy cũng cần thay đổi. Ít nhất là phải đoàn kết hơn. Lúc này, Văn Chiêu Nhược cảm thấy rất nặng nề. Vì nàng ta cảm nhận được áp lực. Lão Tăng dẫn một tăng lữ trở về dưới thần sơn, lần này có thể nói cổ tự đã thiệt hại nặng nề, tổn thất ba cao thủ siêu cấp, trong đó có hai cao thủ độn nhất thượng cảnh. Đánh giá thấp Diệp Huyên rồi ư? Không. Lần này bọn họ không đánh giá thấp Diệp Huyên, cổ tự phái nhiều cao thủ đi xuống như thế, còn liên thủ với đạo giới, đội ngũ hoàn toàn có thể áp đảo vũ trụ ngũ duy. Hơn nữa lão ta còn sử dụng giới đao. Nhưng bọn họ lại thua. Hơn nữa còn thua rất thảm. Lúc này, một tăng nhân mặc áo dài trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người lão tăng. Nhìn thấy tăng nhân này, hai người lão tăng vội vàng cung kính hành lễ, trưởng lão chi sự. Trưởng lão chi sự nhẹ giọng nói, mỗ cô nương kia không ra tay sao? Lão tăng lắc đầu, chưa từng ra tay. Trưởng lão chi sự nhẹ giọng nói, vậy xem ra chúng ta xem thường tiểu thí chủ Diệp Huyện này rồi. Sổ dọc, lão tăng nhìn về phía trưởng lão chi sự, huyết mạch của Diệp Huyên này cực kỳ kỳ lạ. Ngay cả giới đao cũng không thể làm gì lệ khí và sát khí của hắn. Chi sự nói, chỉ có một cách giải thích, tổ tiên của huyết mạch này cao cấp hơn trưởng lão qua các thời kỳ, tu vi Phật Pháp của bọn họ không thể sánh bằng bản nguyên của huyết mạch này, đương nhiên cũng vì Diệp Huyên đã giác ngộ sâu sắc về huyết mạch, cho nên giới đao mới không thể lọc sạch được nó. Lão tăng nhíu mày, tổ tiên của Diệp Huyên. Chi sự nhẹ nhàng xoay tràng hạt trong tay. Xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu hết Diệp công tử này. Nhân quả của hắn không chỉ có mỗi việc của tiên tri, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự đi tìm hiểu một chuyến. Lão tăng hơi ngạc nhiên, trưởng lão chi sự muốn xuống núi ư? Trưởng lão chi sự cười nói, tu đạo nhiều năm như thế, cũng muốn đi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đọc sách vạn lần không bằng đi vạn dặm, xem như đi dạo giải sầu luôn. Lão tăng và tăng lữ kia chắp tay trước ngực niệm Phật một tiếng. Trưởng lão chi sự cười khẽ, sau đó đi xuống chân núi, chẳng mấy chốc, ông ta đã biến mất dưới chân núi. Lão tăng và tăng lữ đứng yên một lúc, sau đó cũng biến mất ở cuối con đường. Thật ra cổ tự có một quy tắc, không quan tâm chuyện dưới núi. Vì thế người đời biết rất ít về cổ tự. Nhưng lần này cổ tự không thể mặc kệ được. Vì đạo kinh và Phật kinh kia rất quan trọng với cổ tự. Đạo giới. Trên đường trở về đạo giới, sắc mặt hai người Lý Miện vô cùng nặng nề. Bọn họ cũng không ngờ lần này liên thủ với cổ tự mà vẫn bị đánh bại. Hơn nữa từ đầu đến cuối thiên đạo ngũ duy còn chưa từng ra tay. Lúc này, Mạc Đạo cất lời, phải điều tra rõ huyết mạch chi lực và tiểu tháp kia của Diệp Huyên. Lý Miện gật đầu. Uy hiếp lớn nhất của Diệp Huyên với bọn họ chính là huyết mạch chi lực và tiểu tháp. Tiểu tháp kia giết chết hai cao thủ độn nhất cảnh trong nháy mắt, còn huyết mạch chi lực, sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên như biến thành một người khác vậy, hoàn toàn có thể đấu với một cao thủ độn nhất thượng cảnh. Hơn nữa cao thủ độn nhất thượng cảnh này còn có một thần khí siêu cấp. Chẳng khác nào gian lận cả. Quá đáng sợ. Mạc Đạo khẽ thở dài. Tuyệt đối không thể để tên này được sống, nếu không, sau này đạo giới của ta sẽ gặp nguy hiểm. Lý Miện gật đầu, vô cùng tán thành. Bây giờ Diệp Huyên mới là cảnh giới gì? Phá hư cảnh. Nếu để hắn đạt đến độn nhất cảnh, cộng thêm huyết mạch chi lực và một đống thần trang đáng sợ của hắn, đạo giới còn ai có thể đấu lại hắn? Người như thế, thật sự có thể uy hiếp đến đạo giới. Lý Miện đột nhiên nói, cho dù thế nào. Lần này cũng phải để mấy người giáo hoàng đại nhân chú ý đến Diệp Huyên, không thể khinh thường hắn được, nếu không, sau này đạo giới của ta sẽ phải trả giá đắt đấy. Mạc Đạo gật đầu. Lần này đạo giới tổn thất ít hơn cổ tự, nhưng lần sau thì chưa chắc. Đặc biệt là tên yêu nghiệt như Diệp Huyên, nếu cho hắn thêm chút thời gian, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Mà bây giờ... Điều bọn họ lo lắng nhất là mấy người giáo hoàng của đạo giới vẫn chưa biết sự đáng sợ của Diệp Huyên. Không chỉ có Diệp Huyên, thực lực tổng thể của ngũ duy cũng không yếu như bọn họ nghĩ.
ngũ duy có rất nhiều người có thể đấu tay đôi với độn nhất cảnh. Đây không phải là đáng sợ thôi đâu. Mấy người Mạc đạo nhanh chóng di chuyển. Thiên Mạc dẫn Diệp Huyên tới núi băng mà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nàng ta xoay người nhìn Diệp Huyên, cả người hắn đỏ như máu, trên người phát ra lệ khí và sát khí đáng sợ. Đôi mắt Diệp Huyên tựa như một biển máu, vô cùng kinh khủng. Thiên Mạc vung tay phải, tháp giới ngục trong người Diệp Huyên lập tức xuất hiện trong tay nàng ta đặt tay phải lên trên tháp giới ngục, phòng ấn nó, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên đã hoàn toàn khởi động, nếu song tu vào lúc này sẽ rất có lợi với nàng ta. Thiên Mạc nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, một lần cũng là làm, 10 lần cũng là làm, có gì khác nhau đâu. Nói xong, nàng ta vung tay phải lên, quần áo của Diệp Huyên thoáng chốc biến thành tro bụi, Diệp Huyên đang định ra tay, nhưng kiếm trong tay hắn lại rung lên. Kiếm linh không thể giúp hắn tỉnh táo lại, nhưng nàng ta có thể ảnh hưởng đến Diệp Huyên, vì thuộc tính của nàng ta và Diệp Huyên giống nhau. Đương nhiên còn có một lý do quan trọng hơn, đó là nàng ta không bị ảnh hưởng bởi Diệp Huyên, còn kiếm Thiên Chu thì không thể, một khi kiếm Thiên Chu biến thành màu đỏ thì nó sẽ giống với Diệp Huyên, không còn thần trí, hơn nữa kiếm Thiên Chu cũng sẽ không chống lại Diệp Huyên. Còn kiếm linh thì khác, chút sát khí và lệ khí này của Diệp Huyên vẫn chưa thể ảnh hưởng đến nàng ta. Lúc này, Thiên Mạc kéo nhẹ dây thắt trên eo mình, quần áo tụt xuống, hai người trần trụi đối mặt. Thiên Mạc nhìn Diệp Huyên, nàng đi tới trước mặt hắn, sau đó bắt đầu. Song tu. Lần này, Thiên Mạc không tùy ý như lần trước nữa, vì nàng ta rất tinh táo. Nàng ta cần mượn huyết mạch chi lực của Diệp Huyên để đột phá, chứ không phải để hưởng thụ. Khi hai người nước sữa hòa vào nhau, hơi thở của Thiên Mạc thoáng chốc trở nên mạnh hơn. Đúng như nàng ta đoán, với trạng thái của Diệp Huyên bây giờ, đây là thời điểm thích hợp nhất để song tu, vì huyết mạch của Diệp Huyên đã hoàn toàn được kích hoạt. Việc này cũng có lợi cho Diệp Huyên. Vì lệ khí và sát khí trên người hắn đang dần ít đi. Tuy ở trong núi băng, nhưng lúc này hai người lại giống như hai ngọn lửa đang bốc cháy. Thiên Mạc nhìn Diệp Huyên dưới người, nàng ta cứ nhìn hắn như thế, ánh mắt rất bình tĩnh. Tình cảm. Đương nhiên nàng ta và Diệp Huyên không có tình cảm. Nàng ta và Diệp Huyên trở thành như hôm nay có thể nói là một nghiệt duyên. Không đúng, lần đầu tiên có thể nói là nghiệt duyên, nhưng lần này. Tâm trạng Thiên Mạc rất phức tạp. Giao dịch. Nói thẳng ra, nàng ta và Diệp Huyên thế này chính là giao dịch, nhưng nàng ta lại không muốn thừa nhận. Một lúc lâu sau đó, Thiên Mạc lắc đầu, dù là trái lương tâm hay giao dịch, nếu đã lựa chọn như thế thì cứ làm đến cùng thôi. Trong núi băng nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc. Khoảng 2 canh giờ sau, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên phóng lên cao từ trong núi băng. Lúc này, Thiên Mạc đã mặc quần áo tử tế. Hơi thở mạnh mẽ không ngừng dao động quanh người nàng ta, núi băng xung quanh bắt đầu tan chảy. Huyết mạch đột phá. Nhờ sự trợ giúp của huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, huyết mạch phàm nhân của nàng ta đã đột phá giới hạn, bây giờ, nàng ta đã không bị huyết mạch của mình hạn chế được, chẳng những thế, nàng ta cũng nhờ vào huyết mạch đột phá đến độn nhất thượng cảnh. Trở thành cao thủ hàng đầu của thế giới này. Thiên Mạc nhắm mắt lại, siết chặt hai tay. Lúc này, trong người nàng ta tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Độn nhất thượng cảnh. Bây giờ nếu gặp phải lão tăng kia, nàng ta hoàn toàn không sợ nữa. Mà cao thủ độn nhất cảnh bình thường chắc chắn không phải đối thủ của nàng ta. Thiên đạo ngũ duy. Lúc này, nàng ta nghĩ tới thiên đạo ngũ duy. Nhưng lúc nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng nàng ta vẫn có cảm giác vô lực. Dù đã đạt tới độn nhất thượng cảnh, nhưng nàng ta vẫn không dám khiêu chiến Mộ Niệm Niệm. Người phụ nữ kia mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thiên Mạc nhìn về phía xa, trong ngọn núi băng kia là vô số người bị đóng băng. Những người đó đa số đều là tộc nhân của nàng ta. Đều bị Mộ Niệm Niệm giết. Năm đó, nàng ta dẫn tộc nhân đi tới vũ trụ này, lúc đó nàng ta nghĩ rất đơn giản, tiêu diệt thiên đạo. Để gia tộc của mình trở thành chúa tể của nơi này. Đáng tiếc, nàng ta đã đánh giá thấp thực lực của thiên đạo ngũ duy.
Trận chiến đó, gia tộc của nàng ta chết rất nhiều cao thủ. Một lúc sau, Thiên Mạt lắc đầu, nàng ta không muốn nghĩ đến chuyện báo thù này nữa. Sau khi nàng ta đạt đến độn nhất cảnh, người phụ nữ kia vẫn không giết nàng ta, chứng tỏ đối phương không hề sợ nàng ta. Thiên Mạt mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay nàng ta, trong trận chiến lúc trước, nàng ta đã nhìn thấy sức mạnh của tiểu tháp này rồi. Theo suy đoán của nàng ta, rất có thể đạo kinh kia ở ngay trong tiểu tháp. Nhưng nàng ta cũng không có ý đồ gì khác. Nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, lúc này Diệp Huyên cũng đã bình thường lại, nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Thiên Mạt bấm tay, tháp giới ngục bay về phía Diệp Huyên. Cướp tháp giới ngục. Trước giờ nàng ta chưa từng có suy nghĩ này, vì nàng ta hiểu dù đạo kinh rơi vào tay nàng ta cũng không giữ được. Có thể nói, một khi nàng ta cướp đi đạo kinh, kẻ thù của nàng ta không chỉ có đạo giới và cổ tự, mà còn có Diệp Huyên nữa. Đạo kinh này khiến người ta động lòng, nhưng người bình thường lấy được nó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Thiên Mạt đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta ngồi xổm xuống, cứ nhìn Diệp Huyên như thế. Thật ra nếu muốn cắt đứt nghiệt duyên với Diệp Huyên rất đơn giản, đó là giết chết Diệp Huyên. Nàng ta từng có suy nghĩ này. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Dù là nghiệt duyên hay là gì, nàng ta cũng không muốn quan tâm nữa, bây giờ nàng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Thiên Mạt nhanh chóng rời khỏi ngũ duy. Trong núi băng. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên từ từ mở hai mắt ra. Diệp Huyên vội vàng ngồi dậy, hắn nhìn một vòng xung quanh, núi băng. Lúc này, kiếm bên cạnh hắn đột nhiên rung lên. Diệp Huyên nhanh chóng hiểu ra. Hắn im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, đi rồi sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên sâu trong tinh không. Có lẽ Thiên Mạt đã về đạo giới rồi. Diệp Huyên nhìn mình, lúc này, huyết mạch chi lực của hắn đã bình thường trở lại. Hắn như nhớ tới điều gì, đột nhiên lấy một tấm gương ra, nhanh chóng nhìn thấy tóc mình trong gương, phát hiện một vài sợi tóc bạc. Thấy thế, Diệp Huyên sa sầm mặt, đại tỷ, ta còn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa? Đại tỷ đáp, 10 năm, nếu ngươi còn sử dụng tháp giới ngục nữa, ngươi sẽ lập tức tỏa hóa. 10 năm tuổi thọ. Diệp Huyên sửng sốt. Mình chỉ sử dụng tháp một chút đã suýt giết chết mình luôn rồi. Đại tỷ đột nhiên nói, ngươi phải cố gắng đột phá đến quy nguyên phá giới cảnh, nếu đột phá, tuổi thọ của ngươi sẽ tăng lên, mới có thể tiếp tục sử dụng tháp giới ngục. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại tỷ, tháp này đã nhận ta làm chủ, các ngươi cũng phối hợp với ta, vì sao vẫn phản phệ kinh khủng thế? Đại tỷ im lặng một lát mới nói, ta cũng không ngờ sẽ bị phản phệ đến thế, có lẽ là vì đạo tắc tề tụ. Sau khi đạo tắc tề tụ, lực lượng đạo tắc mà nó sinh ra, người bây giờ vẫn không thể chấp nhận được. Lực lượng đạo tắc. Không thể không nói, những đạo tắc này thật sự rất mạnh. Trước đây đại tỷ cũng không lừa hắn, đạo tắc tề tụ, vô địch ngũ duy. Đương nhiên phải tiêu diệt Mộ Niệm Niệm kia. Cho dù có tháp giới ngục, hắn cũng không chắc có thể nhốt được Mộ Niệm Niệm lại. E rằng năm đó dù là tiên tri đang trong giai đoạn mạnh nhất kết hợp với tháp này cũng không thể. Đại tỷ đột nhiên cất lời, người định xử lý hai tăng lữ trong tháp thế nào? Diệp Huyên lập tức đi vào tháp, hắn đi tới tầng 1, hai tăng lữ kia vẫn còn bị tiểu tháp nhốt ở tầng 1. Chỉ cần hắn có một ý nghĩ, hai tăng lữ này sẽ lập tức đi đời, vì tu vi của bọn họ đã bị tháp giới ngục phong ấn. Diệp Huyên đi tới trước mặt hai người, hắn quan sát hai tăng lữ, bọn họ ngồi xếp bằng dưới đất, chắp hai tay, lặng lẽ tụng kinh. Diệp Huyên nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn không nói gì. Vì hắn biết mình không thể thu phục hai người này. Những người này, ngay cả chết còn không sợ. Nhưng hắn cũng không giết bọn họ, sau này chắc chắn có tác dụng. Đây chính là hai cao thủ độn nhất thượng cảnh, cổ tự sẽ không mặc kệ. Sau khi rời khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay mình. Kiếm linh. Trước đó có thể đánh nhau với lão tăng kia,
ngoài nhờ huyết mạch chi lực của bản thân còn có một lý do, đó là nhờ kiếm linh này. Kiếm linh này và huyết mạch chi lực của hắn có thể nói là tuyệt phối. Còn hợp hơn cả kiếm Thiên Chu. Đáng tiếc là thanh kiếm này không thể trao đổi với hắn. Diệp Huyền không nghĩ nhiều lắm, hắn cất kiếm đi, sau đó biến mất. Bây giờ hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đạo giới. Vì đạo linh biến mất, nhiều nơi ở đạo giới xuất hiện tình trạng cạn kiệt linh khí, nhưng bây giờ người của đạo giới cũng không quan tâm đến vấn đề này. Trong mắt bọn họ chỉ có đạo kinh. Đạo kinh chí bảo từng xuất hiện ở đạo giới kia. Chỉ cần lấy được một trang cũng đủ để thay đổi số phận rồi. Thần đình. Trước mặt giáo hoàng chính là mấy người mạc đạo vừa trở về, các chủ tiên các Khương Vũ cũng có mặt. Lúc này trong đại điện rất yên tĩnh. Giáo hoàng và Khương Vũ cũng không ngờ lần này lại thất bại. Hơn nữa còn thất bại dưới tình huống đã hợp tác với cổ tự. Lúc này, Khương Vũ lên tiếng, xem ra chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Vẻ mặt giáo hoàng không chút cảm xúc, chỉ không biết rốt cuộc đạo kinh có ở trong tay Diệp Huyên không. Lý Miện ở bên dưới trầm giọng nói, giáo hoàng, ta cảm thấy dù đạo kinh kia không ở trong tay Diệp Huyên cũng không thể để hắn được sống. Người này có quan hệ với Diệp Thanh Chi, hơn nữa thiên phú của hắn còn đáng sợ như thế, sau này, e rằng đạo giới chúng ta không có ai có thể ngăn cản được hắn cả. Khương Vũ gật đầu, đúng thế, tuy đạo kinh quan trọng, nhưng không thể không đề phòng người này, hắn chỉ mới từng này tuổi đã có sức chiến đấu thế này, nếu hắn đạt tới độn nhất, đừng nói là người khác, e rằng dù là giáo hoàng và ta cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa dù người này không có đạo kinh thì có lẽ hắn cũng đã xem đạo kinh, nếu thế, tại sao chúng ta không đặt mục tiêu là hắn? Giáo hoàng im lặng. Khương Vũ lại nói, dù đế Lâm Uyên kia lấy được đạo kinh, hắn ta cũng không thể đột phá trong thời gian ngắn, vì thế chỉ cần chúng ta lấy được đạo kinh từ Diệp Huyên, thì chúng ta có cơ hội rất lớn để đột phá trước đế Lâm Uyên. Lý Miện ở bên dưới gật đầu, Khương các chủ nói rất đúng, giết Diệp Huyên không chỉ có thể lấy được đạo kinh, còn có thể diệt trừ một mối họa. Còn đế Lâm Uyên, dù hắn đã lấy được đạo kinh, nhưng hắn vẫn đang bị thương nặng, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể đột phá. Lúc này, Mạc Đạo đột nhiên nói, nếu cô gái váy trắng kia còn sống thì sao? Cô gái váy trắng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người đều cảm thấy đế Lâm Uyên còn sống, vì đều nghĩ lúc cô gái váy trắng giao thủ với cao thủ độn nhất cảnh của Lục Duy ở gia tộc Ma Đạo chắc chắn đã bị thương nặng. Nhưng mọi người cũng quên một điều, là cô gái váy trắng đã giết chết 6 cao thủ độn nhất cảnh. Cho nên rất có thể cô gái váy trắng vẫn còn sống. Khương Vũ cất lời, nếu cô gái này còn sống, nàng ta rất thân thiết với Diệp Huyên, chúng ta ra tay với hắn, chắc chắn nàng ta cũng sẽ xuất hiện, một mũi tên bắn 3 con chim. Nói xong, ông ta nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng im lặng một lát rồi nói, Khương huynh nói rất đúng, vậy chúng ta dốc toàn lực đối phó với Diệp Huyên trước đã. Khương huynh. Huynh đi tập trung những cao thủ độn nhất cảnh của đạo giới, ta sẽ tự mình đến đạo giới một chuyện, liên lạc với cổ tự, xem thái độ của bọn họ thế nào. Khương Vũ gật đầu, được. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Giáo hoàng cũng xoay người biến mất. Lý Miện và Mạc Đạo đứng trong điện nhìn nhau, Lý Miện trầm giọng nói, hy vọng lần này có thể giết chết Diệp Huyên. Mạc Đạo gật đầu, nếu tông chủ và các chủ đã chú trọng. Vậy Diệp Huyên chết chắc rồi. Lần này, mục đích của giáo hoàng và Khương Vũ rất rõ ràng, tập hợp lực lượng toàn bộ đạo giới và cổ tự để đối phó với Diệp Huyên. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi về đến Vu tộc, Diệp Huyên bắt đầu bế quan. Trong trận chiến lúc trước, hắn đã thu hoạch không ít. Đặc biệt là khi đánh một trận với Lão Tăng. Lão Tăng là cao thủ độn nhất thượng cảnh. Có thể đấu một trận với cao thủ như thế cũng là một cơ hội với hắn. Một cơ hội để đột phá. Lúc Diệp Huyên bế quan, Quan Âm đi tới Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông đã có 126 người, trong đó thấp nhất cũng là Quy Nguyên phá giới cảnh. Cũng có 8 người là bán bộ độn nhất. Dù ít, nhưng chiến lực của 8 người này chắc chắn có thể đấu với độn nhất cảnh. Vì trận chiến lúc trước khiến Quan Âm phát hiện,
cao thủ đột nhất cũng không phải rất đáng sợ. Một vài yêu nghiệt của ngũ duy hoàn toàn có thể đấu với cao thủ đột nhất cảnh. Mà kiếm tu của kiếm tông này đều là yêu nghiệt. Quan Âm tìm đến Lục Sư Tỷ, hai người chậm rãi đi trên đường mòn trong rừng. Lục Sư Tỷ nói, lần sau bọn họ đến có lẽ sẽ mạnh hơn, người cũng sẽ đông hơn. Quan Âm gật đầu, đúng thế. Lục Sư Tỷ nhìn ả ta, khi nào chúng ta có thể xuất chiến? Quan Âm im lặng một lát rồi mới nói, bây giờ Lục Duy và đạo giới vẫn chưa hiểu rõ kiếm tông, mà đây chính là cơ hội của chúng ta. Kiếm tông không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải quyết định thắng bại. Lục Sư Tỷ nhẹ giọng nói, được. Quan Âm lại bảo, nếu kiếm tông cần gì có thể nói với ta. Lục Sư Tỷ đáp, ta muốn mời A Tử cô nương đến kiếm tông. A Tử. Quan Âm gật đầu, ta sẽ đi nói chuyện với A Tử cô nương. Bây giờ xét về thành tựu kiếm đạo, A Tử chắc chắn là người mạnh nhất ở vũ trụ ngũ duy. Nếu A Tử đến kiếm tông chỉ bảo thì sẽ rất có lợi với kiếm tu của kiếm tông. Lục Sư Tỷ lại nói, bây giờ chúng ta rất bị động, vì chúng ta cũng không hiểu rõ cổ tự và đạo giới. Quan Âm gật đầu, ta biết. Lục Sư Tỷ nói, có cách giải quyết không? Quan Âm lắc đầu, dù là Liên Hiệp Điện cũng không hiểu rõ cổ tự, còn đạo giới, chúng ta hoàn toàn không có cách tiếp xúc với đạo giới. Nói đến đây, ả ta cau mày, không đúng. Lục Sư Tỷ cũng nghĩ ra, tiểu đạo. Quan Âm xoay người rời đi. Ả ta phải đi tìm tiểu đạo. Lục Sư Tỷ đứng im một lát rồi lại đi về phía xa, chẳng mấy chốc, nàng ta đi tới trước một pho tượng. Chính là tượng của sư tổ kiếm tông. Nhìn pho tượng của người đàn ông áo xanh, Lục Sư Tỷ nhẹ giọng nói, đã biết bao năm rồi mà người vẫn không có chút tin tức, thật nhẫn tâm quá. Một lát sau, Lục Sư Tỷ xoay người rời đi. Đạo giới. Gia tộc Ma Đạo. Trong một căn phòng, tiểu đạo cuộn bức thư lại, sau đó đưa cho Ma Trung đang đứng trước mặt, ông đến ngũ duy một chuyến, đưa cái này cho Diệp Huyên. Ma Trung nhận lấy bức thư kia, sau đó nói, đây là. Tiểu đạo đáp, hiểu biết của bọn họ với đạo giới quá ít, đây là một vài tin tức của đạo giới mà ta thu thập được, có những tin tức này, bọn họ có thể hiểu được thực lực đại khái của đạo giới. Ma Trung gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Trong phòng, tiểu đạo im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói, người đừng chết đấy, nếu không ai đến trả ơn ta đây. Đế tộc. Đế tộc bây giờ đã do Đế Minh làm tộc trưởng, còn Đế Lâm Uyên, đế tộc chỉ có thể xem như hắn ta đã chết. Đế Minh ngồi trong đại điện, trước mặt ông ta là một cao thủ đột nhất cảnh của đế tộc, tên là Đế Liêm. Hắn ta chính là người được Đế Minh phái đi ngũ duy theo dõi Diệp Huyên lúc trước. Trong điện yên tĩnh một lúc lâu, Đế Minh mới lên tiếng, ngũ duy lại thắng rồi. Không thể không nói, lúc này ông ta cảm thấy rất khiếp sợ. Đạo giới phái 6 cao thủ đột nhất cảnh xuống, hơn nữa cổ tự còn phái ra nhiều cao thủ đột nhất cảnh như thế, nhưng cuối cùng vẫn thua. Một mình Diệp Huyên giết chết 2 cao thủ đột nhất thượng cảnh trong nháy mắt. Dù có sử dụng ngoại vật, nhưng việc này vẫn cực kỳ đáng sợ. Quan trọng nhất là vũ trụ ngũ duy không chỉ có Diệp Huyên có thể đấu với cao thủ đột nhất cảnh, mà còn có rất nhiều cao thủ khác có thể làm điều đó nữa. Không ngờ ngũ duy lại có nhiều yêu nghiệt như thế. Lúc này, Đế Liêm cất lời, thực lực tổng thể của ngũ duy không hề yếu như chúng ta nghĩ. Đương nhiên thực lực của cổ tự cũng vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Cổ tự. Đế Minh gật đầu, cổ tự có thể phải ra 3 cao thủ đột nhất thượng cảnh, thế lực này không hề yếu hơn thế lực hàng đầu của đạo giới chút nào. Đế Minh chợt hỏi, vũ trụ lục duy có thái độ thế nào? Đế Liêm trầm giọng nói, vũ trụ lục duy giúp Diệp Huyên, nhưng lúc đạo giới và cổ tự liên thủ đối phó ngũ duy, lục duy cũng không phải người giúp đỡ. Đế Minh gật đầu, ta hiểu rồi. Vũ trụ lục duy ủng hộ Diệp Huyên trên tinh thần. Xem ra Liên Hiệp Điện của Lục Duy đã phát hiện điều gì đó, cho nên mới giúp đỡ Diệp Huyên như thế. Đế Liêm nói, đúng vậy, nhìn từ mặt ngoài, vũ trụ ngũ Duy không có chút ưu thế nào cả, nhưng Liên Hiệp Điện của Lục Duy vẫn lựa chọn giúp đỡ, rất đơn giản là vì bọn họ tin tưởng Diệp Huyên.
Đế Liêm nhìn về phía Đế Minh, tộc trưởng, giáo hoàng và tiên các cùng với cổ tự sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu chúng ta giúp đỡ Diệp Huyên thì nhất định sẽ đắc tội bọn họ, mà bây giờ, đế tộc chúng ta thật sự không thích hợp bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Đế Minh lắc đầu, không, suy nghĩ của ta trái ngược với ngươi. Ta cảm thấy đây cũng có thể là một cơ hội của chúng ta. Đế Liêm hơi nhíu mày, cơ hội. Đế Minh gật đầu, người có từng suy nghĩ, nếu thật sự để giáo hoàng và Khương Vũ kia lấy được đạo kinh thì đế tộc của chúng ta sẽ thế nào? Khi đó, bọn họ chỉ cần nói một câu, đế tộc của chúng ta cũng sẽ phải quỳ xuống, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có. Đế Liêm im lặng. Bây giờ thần đình và tiên các không dám tiêu diệt đế tộc là vì đế tộc vẫn còn khả năng phản kháng. Nếu thần đình và tiên các ra tay, dù đế tộc bị tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Nhưng nếu giáo hoàng và Khương Vũ lấy được đạo kinh, một khi hai người họ đột phá, khi đó đế tộc chỉ có thể phục tùng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Đế Liêm trầm giọng nói, quá mạo hiểm. Đế Minh gật đầu, đúng thế. Nếu đế tộc giúp Diệp Huyên, chỉ cần sơ suất, rất có thể sẽ bị thần đình và tiên các trả thù. Mà bây giờ, vì đạo kinh kia, một vài thế lực ở đạo giới đều đứng về phía họ, dù những thế lực này không bằng đế tộc, nhưng bọn họ hợp tác với nhau thì cũng không hề yếu. Có thể nói, bây giờ đế tộc hoàn toàn không thể chống lại thần đình và tiên các. Đế Minh im lặng một lát rồi nói, chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ. Đế Liêm khẽ nhíu mày, âm thầm giúp đỡ. Đế Minh nhẹ giọng nói, đưa tiền, đưa tài nguyên tu luyện, đưa thần vật. Nói xong, ông ta nhìn Đế Liêm, ngươi chuẩn bị một chút, lấy một vài thần vật và tài nguyên tu luyện cao cấp ra, sau đó bảo một người không phải người của đế tộc ta đưa đến vũ trụ ngũ duy. Đế Liêm trầm giọng hỏi, gia chủ, như vậy có đáng không? Đế Minh gật đầu, nếu có thể kết giao với Diệp Huyên. Có được một phần thiện duyên thì cũng đáng. Nếu Diệp Huyên thua, chúng ta cũng chỉ tổn thất một vài vật ngoại thân mà thôi, cho nên đáng giá. Đế Liêm thoáng do dự, sau đó nói, nếu bị người của thần đình phát hiện, chúng ta. Đế Minh cười nhạt, người tưởng chúng ta không giúp đỡ Diệp Huyên, thần đình và tiên các sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không đâu, chúng ta và gia tộc Ma Đạo đều là miếng thịt béo trong mắt bọn họ. Chỉ cần bọn họ rảnh tay sẽ lập tức ăn chúng ta. Vì đạo kinh, bọn họ đã tập trung được một vài thế lực, vì vậy chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Đế Liêm gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn lặng lẽ lui xuống. Không lâu sau đó, Đế Liêm mang theo một ít của cải và tài nguyên tu luyện của đế tộc lặng lẽ rời đi. Trước đại điện, Đế Minh từ từ nhắm mắt lại. Ông ta chọn Diệp Huyên còn vì một lý do khác. Đó là so với thần đình và tiên các, ông ta hy vọng Diệp Huyên có thể thừa thế quật khởi hơn, như vậy thứ nhất, Diệp Huyên sẽ thay đổi hoàn toàn kết cấu thế lực của đạo giới, như vậy, đạo giới sẽ cân bằng, đế tộc cũng sẽ có cơ hội. Đương nhiên còn có một lý do khác, đó là trong lúc điều tra, có thể thấy Diệp Huyên là một kiếm tu trọng tình trọng nghĩa, người như thế đáng tin cậy hơn thần đình và tiên các nhiều. Đế Minh cũng không phát hiện có một cô gái đang đứng ở chỗ cách mình chỉ mấy trượng. Chính là Mộ Niệm Niệm, thiên đạo ngũ duy. Mộ Niệm Niệm im lặng một lát rồi xoay người rời đi một cách quang minh chính đại, nhưng Đế Minh lại không hề phát hiện ra nàng ta, rất kỳ lạ. Sau khi đi ra ngoài, Mộ Niệm Niệm hơi nhếch môi. Lúc này, nàng ta chợt nghĩ đến một câu nói của loài người, người đắc đạo nhiều người giúp, người thất đức chẳng ai giúp. Dù Diệp Huyên không tàn nhẫn như những người tàn nhẫn khác, nhưng cũng vì một vài hành động thấu tình đạt lý của hắn, khiến hắn vô tình có được sự tán thành và giúp đỡ của rất nhiều người. Có nhiều lúc, chính nghĩa và nhân từ vẫn rất có tác dụng. Vì không ai sẽ muốn làm bạn với một kẻ tàn nhẫn cả. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng lại, nàng ta đặt tay phải lên ngực mình, hơi nhíu mày. Một giọng nói vang lên bên tai nàng ta, sao thế? Mộ Niệm Niệm lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Người kia hỏi, có phải thân thể của ngươi xảy ra vấn đề không? Mộ Niệm Niệm cười đáp, không có. Người kia trầm giọng nói, ngươi còn muốn giấu ta sao? Mộ Niệm Niệm cười hì hì, yên tâm, thật sự không sao mà.
người kia không tin, ngươi lừa ta. Mộ Niệm Niệm nhún vai, không nói đến chuyện này nữa. Ta còn phải xử lý một vài chuyện, nếu không tiểu tử kia sẽ sống rất khó khăn. Người kia nổi giận, tại sao ngươi phải nhúng tay vào chuyện của hắn? Có phải vì thế nên thân thể của ngươi mới xảy ra vấn đề không? Mộ Niệm Niệm im lặng một lát rồi lắc đầu, thân thể của ta vốn đã có vấn đề, nhưng ta cũng hơi xem thường nhân quả trên người hắn rồi. Nhân quả của tiên tri ta có thể ngăn cản, nhưng có vài nhân quả thật sự giống như nguyên nhân tai ách. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên tinh không, cau mày, rốt cuộc là ai sử dụng thuật nhân quả ác độc như thế với hắn chứ, thủ đoạn tạo nhân quả của đối phương còn cao siêu hơn tiên tri vô số lần. Người kia nói, vậy ngươi đừng xen vào chuyện của hắn nữa. Mộ Niệm Niệm cười nói, không kịp nữa rồi. Giọng nói kia hơi nóng nảy, bây giờ bỏ đi cũng không kịp sao. Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng đáp, thật sự không kịp nữa rồi. Dứt lời, nàng ta cúi đầu nhìn xuống dưới, ta chợt hơi đồng tình với hắn. Tuy có cô gái váy trắng bảo vệ, nhưng con đường này vẫn khó đi lắm. Nói xong, nàng ta tiếp tục đi về phía xa. Xung quanh nàng ta xuất hiện những sợi tơ một đỏ mắt thường không thể nhìn thấy. Vũ trụ ngũ duy. Sau 3 ngày bế quan, Diệp Huyên rời khỏi phòng. Hắn đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hơi giang tay ra. Huyết dịch nhanh chóng lưu động trong người hắn, cả người vô cùng thoải mái. Không thể không nói, chiến đấu thật sự là con đường tốt nhất để người ta trưởng thành. Đánh với lão tăng một trận, hắn thu hoạch được rất nhiều điều. Nhưng hắn cũng biết nếu giao thủ bình thường, mình vẫn không phải đối thủ của lão tăng. Cảnh giới. Đây là vấn đề lớn nhất của hắn lúc này. Nếu hắn đạt tới độn nhất cảnh, cho dù không cần ngoại vật cũng có thể giao thủ với lão tăng, mà nếu sử dụng tháp giới ngục, cao thủ cấp bậc như lão tăng sẽ bị hắn thẳng tay giết chết luôn. Nhưng việc phản vệ của tháp giới ngục lại là một vấn đề lớn, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng nó. Phản vệ của 9 loại đạo tắc, thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, à ta nhìn Diệp Huyên, tiểu đạo ở đạo giới gửi tin đến cho chúng ta. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, nàng nói gì? Quan Âm trầm giọng nói, đạo giới mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Hơn nữa dường như bây giờ bọn họ đã nhất trí với nhau đối phó với chúng ta. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đạo giới, cổ tự. Quan Âm gật đầu, đúng thế, bọn họ sẽ liên thủ. Diệp Huyên cười nói, trận pháp sao rồi? Quan Âm đáp, mấy người lão Lý vẫn còn đang sửa đổi. Lần này nếu ngoại địch xâm lấn, chúng ta sẽ cho tất cả cao thủ của ngũ duy đồng loạt ra tay, để ngươi tập hợp lực lượng của bọn họ. Nhưng như thế rất nguy hiểm. Diệp Huyên im lặng. Thật ra trận pháp lúc trước cũng không mượn lực lượng của tất cả cao thủ ngũ duy, vì sợ hắn không chịu nổi lực lượng như thế. Nhưng bọn họ phát hiện nếu không làm thế, uy lực của trận pháp sẽ yếu đi. Diệp Huyên im lặng, trong đầu hắn đang nhớ lại lực lượng của trận pháp kia. Lúc đó, thân thể của hắn có thể chịu đựng lực lượng của trận pháp, nhưng cũng rất áp lực. Nói cách khác, nếu trận pháp lại cộng thêm lực lượng của cao thủ ngũ duy, chưa chắc hắn có thể chịu được. Nhưng Diệp Huyên vẫn nói, không sao. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, đây không phải trò đùa đâu. Diệp Huyên cười nói, ta biết, bảo mấy người lão Lý cứ làm đi. Còn nữa, sắp xếp đi, vì có thể bọn họ lại sắp đến rồi. Hơn nữa người đến lần này có thể còn mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta nữa. Quan Âm gật đầu, ta hiểu. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên chân trời, ở trên tinh không, đều là kẻ thù. Bao giờ mới kết thúc đây? Lúc này cả hắn cũng thấy hơi mờ mịt. Bây giờ hắn đã không còn lại thế tử Thanh Thành năm đó nữa rồi, hắn nhìn chuyện gì cũng nhìn xa hơn. Trực giác nói với hắn, e rằng chuyện của Diệp Huyên hắn vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, ai đó. Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung lên, muốn rời khỏi vỏ, lúc này, một người áo đen xuất hiện. Độn nhất cảnh. Không phải người của ngũ duy. Người áo đen chắp tay với Diệp Huyên, Diệp công tử, ta là đế liêm của đế tộc ở đạo giới.
hắn ta vốn định phái người khác đến, nhưng phái người còn không bằng đích thân tới, ít nhất hắn ta sẽ không phản bội đế tộc, còn người khác thì chưa chắc. Đế tộc. Diệp Huyên nhíu mày, có chuyện gì? Đương nhiên hắn có biết về đế tộc này, đây là một thế lực hàng đầu ở đạo giới, không chênh lệch với gia tộc ma đạo là bao. Đế Liêm bấm tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó nhìn về phía Đế Liêm, đây là. Đế Liêm nói, Diệp công tử, đây là chút tấm lòng của đế tộc ta, xin công tử nhận cho. Diệp Huyên nhìn hắn ta, các ngươi muốn gì? Đế Liêm đáp, chỉ muốn kết thiện duyên với cậu thôi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, được, ta sẵn lòng kết mối thiện duyên này với quý tộc. Nói xong, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ. Thấy Diệp Huyên chịu nhận, Đế Liêm thoáng chốc thở phào, nếu Diệp Huyên không nhận, thì đế tộc chỉ có thể đứng về phía giáo hoàng thôi. Đế Liêm thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói, theo ta được biết, các chủ khương vũ của tiên các đã bắt đầu liên lạc với một vài thế lực ở đạo giới, còn giáo hoàng thì tự mình đi liên hệ với cổ tự ở vũ trụ lục duy, Diệp công tử phải nhanh chóng chuẩn bị đi. Diệp Huyên nói, giáo hoàng và các chủ tiên các kia là thế lực gì? Đế Liêm trầm giọng nói, mấy nghìn năm trước, hai người họ đã đạt tới độn nhất cảnh đỉnh phong, bây giờ có thể nói là độn nhất cực cảnh, chính là cấp độ mạnh nhất của độn nhất cảnh. Cực hạn của độn nhất cảnh. Diệp Huyền im lặng. Đế Liêm lại nói, nếu không vì trên độn nhất cảnh muốn xuống hạ giới sẽ rất khó khăn, hơn nữa dù xuống bằng bí pháp cũng sẽ gặp rất nhiều hạn chế, thì đối thủ của Diệp công tử thấp nhất sẽ là độn nhất cảnh, hơn nữa số lượng còn không ít. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn thông tin của huynh, ta đã hiểu. Đế Liêm chắp tay, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn ta không ở lại đây được lâu. Sau khi Đế Liêm rời đi, Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, đại tỷ, tiên tri có để lại trợ thủ nào không? Đại tỷ đáp, không có. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó lại nói, không phải ông ta là thiên tài mạnh nhất đạo giới ư? Không phải ông ta là đời sau của Diệp Lan Đình, người từng là cao thủ đứng đầu đạo giới sao? Có cách nào nhờ Diệp Lan Đình đến giúp đỡ không? Đại tỷ nói, người phải bình tĩnh một chút. Diệp Huyên khẽ thở dài, ta không bình tĩnh được, ai mà chịu được chuyện như thế chứ? Ngay cả cao thủ độn nhất thượng cảnh ta cũng không giải quyết được, lần này thì hay rồi, người đến còn có thể là độn nhất cực cảnh, hoàn toàn không cho ta cơ hội nghỉ xả hơi, thật đấy, đại tỷ. Gọi tới cho ta một cao thủ đi, ta không muốn cố gắng nữa. Thế này khó quá rồi. Đại tỷ. Tầng 9 chợt lên tiếng, tiểu tử, không phải ngươi nói muốn dựa vào chính mình sao? Gọi người gì chứ? Diệp Huyên nổi giận, người đứng ngoài cuộc sao mà hiểu được? Tầng 9 châm chọc, là ai nói muốn dựa vào bản thân? Diệp Huyên đáp, ta đổi ý không được à? Mẹ kiếp. Tầng 9 nói, coi như ngươi giỏi. Tiếc là cô gái váy trắng kia đã đi rồi, người đàn ông áo xanh cũng không biết ở đâu, thiên đạo ngũ duy cũng chuồn mất, khà khà, ngươi không còn ai để gọi nữa hết. Diệp Huyên im lặng. Tầng 9 lại nói, thật ra ngươi có thể xem những trắc trở này là một loại rèn luyện, không phải người xưa có một câu sao. Một thanh sắt nếu không trải qua muôn vàn thử thách sao có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén được. Bây giờ ngươi chính là thanh sắt đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người không phát hiện một vấn đề à? Kẻ thù của ta vẫn luôn không tầm thường, cao hơn ta tận mấy cảnh giới. Người nói xem, ta còn chưa từng rời khỏi ngũ duy, nhưng lục duy có kẻ thù của ta, đạo giới cũng có kẻ thù của ta, hơn nữa còn là kẻ thù rất lợi hại nữa. Ta dám đánh cược không lâu sau đó, ta chắc chắn sẽ gặp phải kẻ thù còn mạnh hơn đạo giới và cổ tự. Tầng 9. Diệp Huyên lại nói, có vài kẻ thù ta có thể hiểu. Nhưng có vài kẻ thù ta thật sự thấy khó hiểu. Tầng 9 đáp, người lấy bảo vật của tiên tri, người có thể đưa thư phòng kia ra. Diệp Huyên cười, tiền bối, người thật sự cho rằng ta đưa thư phòng ra là sẽ kết thúc sao? Không, cho dù ta đưa nó ra, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ta hiểu rất rõ suy nghĩ của những thế lực lớn này, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chưa nói đến đạo giới. Dù là lúc ở Thanh Thành, những gia tộc kia cũng sẽ làm như thế. Tầng 9 im lặng. Diệp Huyên nói đúng,
Dù hắn đưa đạo kinh ra, những người ở đạo giới cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhổ cỏ tận gốc. Yêu nghiệt như Diệp Huyên, người đạo giới sao có thể để hắn trưởng thành được? Hơn nữa còn dưới tình huống hai bên có mâu thuẫn. Diệp Huyên nói tiếp, nhân quả, ai cũng nói phải có nhân mới có quả, nhưng tiền bối có phát hiện không, rất nhiều nhân đều không phải do ta gây ra, nhưng ta lại phải gánh quả, không phải ta than phiền cái gì, nhưng ta chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Tầng 9 đề nghị, tiểu tử, ta cho ngươi một đề nghị, ngươi có thể nói chuyện với thiên đạo của Ngũ Duy. Diệp Huyên nhíu mày, thiên đạo Ngũ Duy. Tầng 9 nói, đúng thế, nói thật nhé tiểu tử, đợi sau khi ngươi mở thư phòng, ta xem qua đạo kinh xong sẽ lập tức rời đi, thật, vì ta phát hiện đi theo ngươi, có lẽ ta sẽ không có kết quả tốt. Diệp Huyên. Tầng 9 lại nói, đi theo ngươi lâu như vậy, ta phát hiện ngươi như có độc ấy. Cũng giống như ngươi nói, ngươi có rất nhiều kẻ thù, có những kẻ thù đã biết, cũng có những kẻ thù không rõ, mà bây giờ ta đi theo ngươi, nói thật là ta hơi sợ. Không nói đến gì khác, có một điều ta cảm thấy không bình thường. Ngũ Duy kiếp triệu năm xuất hiện một lần, mà ngươi lại gặp phải, lúc đầu ta còn cảm thấy là trùng hợp, nhưng dần dần ta phát hiện, có lẽ không phải là trùng hợp. Diệp Huyên sa sầm mặt, người đừng nói là có người cố ý để ta ra đời vào khoảng thời gian này, cho ta gặp phải Ngũ Duy kiếp nhé. Tầng 9 tán thành, ta cảm thấy đúng là như thế. Diệp Huyên trầm giọng nói, con mẹ nó, ta cũng thấy hơi sợ rồi đó. Tầng 9 nói tiếp, ngươi nói kẻ thù của ngươi đều không tầm thường, ta cũng tán thành. Kiếp trước ngươi có thể là tiên tri, kẻ thù của ngươi bây giờ thật ra là kẻ thù của tiên tri, đương nhiên như thế là không công bằng với ngươi. Tiên tri gài bẫy ngươi, dù hắn thất bại, nhưng ngươi cũng đã nhận lấy nhân quả của hắn rồi. Ngươi biết ta nghĩ gì không? Nhân quả của tiên tri có thể nhìn thấy, là những gì ngươi đang trải qua, việc này cũng không phải đáng sợ nhất. Việc đáng sợ nhất là trên người ngươi vẫn còn những nhân quả không thể nhìn thấy. Diệp Huyên im lặng. Tầng 9 lại nói, ta biết đại khái phụ thân của ngươi là ai, nhưng mẫu thân của ngươi chắc chắn cũng là một vấn đề lớn. Người như ngươi không thể nào có một mẫu thân bình thường được. Hơn nữa, ngươi không phát hiện một điều sao? Từ sau khi nói đi tìm người, mẫu thân độc cô Huyên của ngươi đã hoàn toàn biến mất luôn. Ta biết ngươi từng âm thầm phái người tìm nàng, nhưng không có tin tức gì đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Độc cô Huyên. Thật ra hắn đã tìm rất lâu rồi, nhưng không có chút tin tức nào cả. Chuyện này quá kỳ lạ. Tầng 9 lại nói, thật ra nếu tiên tri biết ngươi phức tạp như vậy, hắn nhất định sẽ không chọn ngươi, cũng không đúng. Ngươi có thể giúp hắn hoàn thành một vài chuyện mà hắn không làm được, cho dù thế nào thì hắn cũng chết rồi. Ngươi có thể đi tìm thiên đạo Ngũ Duy nói chuyện với nàng ta nhìn xa hơn ta, có lẽ nàng ta biết một vài chuyện ngươi muốn biết đấy. Diệp Huyên im lặng. Tầng 9 lại nói, bây giờ ta đi theo ngươi thật sự cảm thấy rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi cô gái váy trắng rời đi, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Diệp Huyên im lặng. Hắn nhớ thiên đạo Ngũ Duy từng nói, lúc trước khi còn ở đây cô gái váy trắng đang trấn áp cái gì đó. Mà bây giờ nàng đã rời đi, nói cách khác là không còn ai trấn áp nó nữa. Nhân quả. Thứ duy nhất hắn nghĩ tới chính là nhân quả. Diệp Huyên nhìn mình, đáng tiếc, bây giờ hắn vẫn chưa thể thấy cái gọi là nhân quả. Không đúng. Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, sao mình không thử xem. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời, kiếm vực xuất hiện xung quanh hắn. Diệp Huyên bắt đầu dùng tâm quan sát xung quanh, hắn nhanh chóng phát hiện trong kiếm vực có những sợi tơ như ẩn như hiện. Lúc này, tầng 9 cất lời, đây là đường nhân quả của ngươi. Diệp Huyên hỏi, ta có thể cắt đứt nó không? Tầng 9 nói, ngươi thử xem. Diệp Huyên vung kiếm chém tới. Kiếm niệm. Chiêu kiếm chém ra, một tia kiếm quang lóe lên trong kiếm vực, nhưng những đường nhân quả kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Diệp Huyên hơi nhíu mày. Những nhân quả này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kiếm của hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tầng 9 đáp, ngươi quá yếu. Diệp Huyên đen mặt.
Tầng 9 giải thích, e rằng chỉ những người có thực lực như chủ của kiếm trên đỉnh tháp mới có thể chém hết nhân quả trên người thôi. Thực lực như chủ của kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyên lắc đầu, mặc kệ vậy. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói, ta vẫn nên suy nghĩ nên giữ mạng thế nào trước đã. Hắn biết không bao lâu nữa, đạo giới và cổ tự sẽ hạ xuống vũ trụ ngũ duy một lần nữa. Mà lần này, nếu hắn không đối phó được, thì mấy nhân quả kia cũng chỉ là may bay. Diệp Huyên biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Lần này, hắn không định ngồi chờ chết nữa. Hắn muốn chủ động xuất kích. Diệp Huyên đi tới trước vách ngăn của vũ trụ ngũ duy, bên phía còn lại của vách ngăn chính là Văn Chiêu Nhược. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử, có người của đạo giới đang liên hệ với cổ tự. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử cẩn thận, nếu cần gì cứ thông báo với Lý Trần Phong là được. Diệp Huyên đột nhiên nói, Văn cô nương, đạo giới là giới hạn của vũ trụ chúng ta rồi sao? Văn Chiêu Nhược lắc đầu, không phải. Diệp Huyên nói cách khác, trên đạo giới vẫn còn thế giới mạnh hơn. Văn Chiêu Nhược im lặng. Diệp Huyên cười khẽ, là không biết hay không thể nói. Văn Chiêu Nhược nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ta cảm thấy trước mắt ngươi nên suy nghĩ phải đối phó với đạo giới và cổ tự như thế nào đi, còn chuyện khác tạm thời nên gác sang một bên thì tốt hơn. Còn nữa, bây giờ tốt nhất Diệp công tử đừng rời khỏi ngũ duy, nếu ngươi xuất hiện ở lục duy, cổ tự có thể thoải mái xử lý ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc đi lên đạo giới, một khi ngươi đến đó, có lẽ ngươi sẽ mãi mãi không thể đi xuống nữa. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Thật ra, trước mắt, nàng ta cũng không xem trọng Diệp Huyên. Diệp Huyên chẳng những bị đạo giới nhằm vào còn bị cổ tự chú ý. Trước đây Diệp Huyên có thể thắng là vì đạo giới và cổ tự không xem trọng hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Đạo giới và cổ tự rất xem trọng Diệp Huyên. Đây là một người có đạo kinh. Thật ra nếu không vì cô giá váy trắng, nói không chừng lục duy cũng sẽ đứng về phía cổ tự. Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của đạo kinh cả. Lúc này, một tăng nhân mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người nhìn tăng nhân, người của cổ tự à. Tăng nhân gật đầu, lão tăng là trưởng lão chi sự của cổ tự, chào Diệp công tử. Diệp Huyên cười hỏi, ông muốn bắt ta à? Tăng nhân lắc đầu, tuy ta mạnh hơn Diệp công tử một chút, nhưng không bắt được Diệp công tử. Diệp Huyên có tiểu tháp kia, dù là cao thủ độn nhất cảnh cũng không làm gì được hắn, ít nhất muốn tự vệ cũng không thành vấn đề. Trưởng lão chi sự lại nói, Diệp công tử, hai tăng nhân của cổ tự ta vẫn còn ở trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Trưởng lão chi sự chắp tay, đa tạ Diệp công tử đã không giết bọn họ, nếu Diệp công tử đã không giết, vậy lão tăng cảm thấy chúng ta có thể thương lượng. Diệp Huyên cười nói, theo ta biết, giáo hoàng của đạo giới đã tới cổ tự của các ông. Trưởng lão chi sự đáp, không sao cả. Bọn họ nói chuyện của bọn họ, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Diệp Huyên nhìn lão tăng, có thể như thế sao? Trưởng lão chi sự gật đầu, có thể chứ? Diệp Huyên hơi nhếch môi, vậy thì nói xem. Trưởng lão chi sự chắp hai tay, Diệp công tử, cổ tự ta muốn có thư phòng kia, đây là mục đích của chúng ta. Hơn nữa trước đó tiên tri cũng đã đồng ý là sẽ đưa thư phòng cho chúng ta. Vì thế chúng ta mới giúp hắn. Để hắn tiến vào luân hồi, tránh khỏi sự truy giết của đạo giới, nhưng hắn lại nuốt lời, hắn một đi không trở lại. Diệp Huyên im lặng. Có lẽ không phải tiên tri nuốt lời, mà là hắn đã không thể trở về nữa. Trưởng lão chi sự lại nói, sau đó chúng ta mới biết tiên tri bị người khác giết chết rồi. Còn thư phòng kia thì nằm trong tay Diệp công tử. Diệp Huyên cất lời, ta thấy hơi khó hiểu. Vì sao đến bây giờ các ông mới đến cướp thư phòng này? Sao lúc trước lại không đến? Trưởng lão lắc đầu, Diệp công tử, chúng ta không hề biết người tiên tri lựa chọn là ai. Hơn nữa hắn rất thông minh, để thư phòng ở ngũ duy, nhưng chìa khóa lại không có ở đây. Đương nhiên cũng không ai biết thư phòng đó chính là đạo kinh. Chúng ta cứ nghĩ tiên tri sẽ mang đạo kinh theo bên người, dù sao thứ này cũng rất quý báu. Vì thế, mấy năm gần đây,
chúng ta vẫn luôn thăm dò vòng luân hồi của tiên tri, muốn biết hắn chọn người phương nào. Nhưng lại có người ngăn cản. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu ta đoán không lầm chắc là do người đứng sau Diệp công tử ngăn cản, nếu không, có lẽ chúng ta đã đi tìm Diệp công tử từ lâu rồi. Diệp Huyên im lặng, không nói cũng biết chắc chắn là cô gái váy trắng. Trưởng lão Chi Sự lại nói, lúc đầu khi tiên tri rời khỏi cổ tự chẳng những mang đi đạo kinh của mình còn mang theo một quyển Phật kinh của cổ tự ta, dù là Phật kinh hay đạo kinh cũng đều rất quan trọng với cổ tự. Diệp Huyên cười nói, đại sư, ông biết ta không phải là tiên tri mà. Trưởng lão Chi Sự im lặng. Rõ ràng là Diệp Huyên không đồng ý. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, Diệp Huyên thật sự không phải tiên tri, tại sao hắn phải chịu trách nhiệm cho tiên tri chứ? Trưởng lão Chi Sự khẽ thở dài. Diệp Huyên đột nhiên cất lời, đại sư, ta có một ý kiến, ông muốn nghe thử không? Trưởng lão Chi Sự nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử nói thử xem. Diệp Huyên gật đầu, trưởng lão Chi Sự, trước khi nói, ta muốn hỏi thử, giữa ta và đạo giới, nếu các ông bắt buộc phải chọn một đối thủ, ông sẽ chọn ai? Trưởng lão Chi Sự nhìn Diệp Huyên, chọn đạo giới. Chọn đạo giới làm đối thủ. Thật ra cổ tự cũng không muốn nhằm vào Diệp Huyên, bọn họ vẫn rất kiêng dè thực lực của cô gái váy trắng. Cổ tự cũng biết chuyện nàng làm ở Lục Duy lúc trước, bọn họ cũng biết, nàng cũng chính là người ngăn cản bọn họ điều tra Diệp Huyên. Hơn nữa, bọn họ còn cảm nhận được nhân quả khác trên người Diệp Huyên, đó là nhân quả không phải của tiên tri. Nói một cách đơn giản là Diệp Huyên không phải người bình thường, là một người vô cùng phức tạp, bọn họ cũng không muốn bị kéo vào trong vòng xoáy nhân quả của Diệp Huyên. Nhưng bọn họ không thể từ bỏ đạo kinh và Phật kinh. Nghe thấy lời của trưởng lão Chi Sự, Diệp Huyên cười nói, thế này nhé, chúng ta hợp tác đi. Trưởng lão Chi Sự nhìn về phía Diệp Huyên, hợp tác. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, thư phòng xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn sử dụng tháp giới ngục mở thư phòng ra, nhưng sau đó, một giọng nói vang lên từ bên trong, thực lực của ký chủ không đủ mạnh, không thể mở. Diệp Huyên nhìn về phía trưởng lão Chi Sự. Trưởng lão nhẹ giọng nói, hắn thiết lập hạn chế. Diệp Huyên gật đầu, các hạ có thể cưỡng ép mở nó ra không? Trưởng lão Chi Sự nhìn thư phòng, lắc đầu, không dám. Nếu tiên tri để lại thì chắc chắn hắn đã nghĩ đến tất cả khả năng, cưỡng ép mở nó ra, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Diệp Huyên nói, bây giờ ta cũng không mở ra được. Trưởng lão nhẹ giọng nói, nếu nói thế... Vậy cô gái váy trắng cũng chưa từng xem đạo kinh sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Trưởng lão Chi Sự nhíu mày, vậy vì sao nàng lại mạnh thế? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Trong mắt trưởng lão Chi Sự lộ vẻ khó hiểu, Diệp công tử cũng không biết ư. Diệp Huyên cười nói, ta không biết thật, trưởng lão Chi Sự vẫn nên nói chính sự đi. Trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử nói suy nghĩ của ngươi đi. Diệp Huyên đáp, thế này đi, đợi đến khi ta có thể mở thư phòng này, ta sẽ trả Phật kinh bên trong lại cho cổ tự, còn đạo kinh, ta cũng có thể sao chép một phần đưa cho các ông. Lão Tăng chớp mắt, ngươi tốt thế sao? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là có một điều kiện. Đó là thứ nhất, các ông phải đối phó với đạo giới giúp ta, thứ hai, các ông phải giúp ta và bạn ta trở nên mạnh hơn. Trưởng lão nhíu mày, Diệp công tử. Điều kiện này của ngươi. Diệp Huyên nhìn ông ta, đạo kinh. Đạo kinh. Trưởng lão Chi Sự cười nói, Diệp công tử, chúng ta cũng có thể liên thủ với đạo giới mà, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng là các ông có thể làm thế, nhưng sau khi liên thủ với đạo giới, các ông vẫn phải đánh nhau với đạo giới, vì đạo giới sẽ không đưa đạo kinh cho cổ tự của ông, mà cổ tự cũng không có khả năng đưa đạo kinh cho bọn họ. Nói cách khác, hai bên phải cùng chia sẻ đạo kinh. Trưởng lão hỏi, không được sao? Diệp Huyên cười nói tiếp, ta sẵn lòng chia sẻ đạo kinh với các ông là vì ta vẫn chưa đạt đến độn nhất cảnh, cảnh giới đó còn cách ta rất xa, nhưng nếu cao thủ đạo giới lấy được nó, một khi bọn họ đột phá trước, ông cảm thấy bọn họ sẽ chia sẻ với ông sao? Hoặc có thể nói, các hạ chắc chắn mình có thể lấy được đạo kinh trước chứ? Đương nhiên cũng có khả năng đó.
Nhưng nếu Diệp Huyên ta phải chết, tuy ta không thể giữ được đạo kinh, nhưng ta có thể lựa chọn sẽ đưa nó cho ai, ông thấy đúng không? Trưởng lão im lặng. Diệp Huyên lại nói, hơn nữa so với đạo giới, thực lực của ta yếu hơn rất nhiều, ta không thể tạo thành uy hiếp với cổ tự, dù có uy hiếp thì đó cũng là chuyện của sau này. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không tạo thành uy hiếp chí mạng với các ông, dù ta có xem đạo kinh cũng không thể lập tức đạt tới độn nhất cảnh, đúng không? Còn đạo giới thì khác, bọn họ đều là độn nhất cực cảnh, chỉ cần bọn họ xem đạo kinh xong rồi đột phá, ha ha. Trưởng lão nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta đổi ý rồi. Diệp Huyên hơi nhíu mày, có ý gì? Trưởng lão chi sự nói, ta cảm thấy ngươi có sức uy hiếp hơn đạo giới. Ít nhất là bây giờ, ngươi khiến lão tăng thấy hơi sợ. Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, ông đây thuyết phục phí công rồi à? Diệp Huyên im lặng. Hắn tự cho rằng mình đã lừa gạt thành công, nào ngờ lại khiến đối phương càng kiêng kỵ. Lần này làm hơi quá rồi. Lão tăng ở xa nhẹ giọng nói, Diệp công tử không chỉ có thiên phú cao mà tài mưu lược cũng xuất sắc. Nếu cậu đạt đến độn nhất cảnh, cho dù là cổ tự ta e rằng cũng không làm gì được. Diệp Huyên cười, vì vậy nên đại sư đã lựa chọn đạo giới sao? Trưởng lão chi sự lắc đầu, không, như công tử đã nói, cho dù lựa chọn đạo giới, chúng ta cũng không thể tránh khỏi kết cuộc phải giao thủ với họ. Diệp Huyên nhìn sang, nên. Đối phương khẽ nói, Diệp công tử, nếu chúng ta lựa chọn cậu, liệu cậu có đổi ý không? Diệp Huyên cười, các người hẳn là đã điều tra về ta, đúng chứ? Trưởng lão chi sự gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, vậy các người có tin ta không? Ông ta im lặng. Diệp Huyên thấy vậy thì chỉ cười cười. Một hồi sau, trưởng lão chi sự chắp tay, chúng ta tin tưởng Diệp công tử. Diệp Huyên, vậy có thể bàn cách tiêu diệt cường giả đạo giới được rồi. Trưởng lão chi sự, công tử, việc này can hệ trọng đại, không thể qua loa. Ông ta dừng một chút rồi tiếp tục, nếu đã hợp tác cùng nhau, Diệp công tử cũng nên trả người lại cho cổ tự mới phải. Diệp Huyên cười, tất nhiên rồi, nhưng trước đó tòa tháp bị phản phệ, hiện còn đang hôn mê. Ta chỉ có thể chờ nó tỉnh lại rồi mới mượn sức mạnh phá cấm chế được. Thấy trưởng lão chi sự chỉ nhìn mình chằm chằm, hắn vội bổ sung, đại sư, tại hạ nói lời thật lòng. Nếu ông không tin, ta có thể thề với trời. Trưởng lão chi sự lắc đầu, không cần thiết, ta phải về cổ tự một chuyến, công tử hãy đợi tin của ta. Nói xong, ông ta biến mất. Lúc này, giọng của tầng 9 vang lên, người không tin ông ta. Diệp Huyên cười, nói thử xem. Tầng 9, ông ta cũng không tin ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, nếu đạo kinh thật sự có thể giúp người đạt đến độn nhất cảnh thì họ sẽ không tin tưởng ai cả. Nhưng giữa ta và đạo giới, họ chắc chắn kiêng kỵ người sau hơn. Một khi đạt được đạo kinh, đạo giới có thể lập tức thăng lên độn nhất cảnh, khi ấy chẳng còn hy vọng nào để đoạt lại. Nhưng ta thì khác, cho dù có mở thư phòng, được đạo kinh cũng không thể thăng lên độn nhất cảnh chỉ trong nháy mắt. Tầng 9, nên bọn họ sẽ chọn ngươi. Diệp Huyên vẫn lắc đầu, không, như trước kia ta nói, họ không tin đạo giới, cũng không tin ta. Nếu ta đoán không lầm thì họ sẽ dẫn dắt cho ta và đạo giới tàn sát lẫn nhau, còn họ ngồi rung đùi hưởng lợi. Đây mới là lựa chọn có lợi nhất với họ. Tầng 9 khẽ nói, vừa rồi, ngươi cho ông ta xem thư phòng, cũng là đang nói cho họ biết ngươi hiện chưa có phương pháp mở nó. Cổ tự lại không tin chắc mình có thể cưỡng ép mở thư phòng, vì vậy trước khi tìm được biện pháp, họ có đoạt lấy nó cũng vô ích, ngược lại còn trở thành mục tiêu của đạo giới và lục suy. Diệp Huyên cười, tiền bối thông minh thật. Tầng 9 cười nhạt, ta đây còn nhìn thấu mục đích của ngươi, chẳng lẽ lão tăng kia lại nhìn không ra? Diệp Huyên nhún vai, nhìn ra thì sao? Tầng 9, bây giờ ngươi định làm gì? Diệp Huyên khẽ nói. Lục Duy và đế tộc đạo giới không ra tay giúp đỡ là vì ta và Ngũ Duy không đủ mạnh. Nếu thực lực của chúng ta đạt đến một trình độ nhất định, bọn họ sẽ ra tay. Trước mắt ta phải làm hai việc, thứ nhất là trở nên mạnh hơn, không chỉ ta mà toàn bộ Ngũ Duy, thứ hai là đi tìm đồng minh. Ta có đạo kinh trong tay, chỉ cần đủ mạnh thì sẽ có vô số người bằng lòng kết giao. Tầng 9 im lặng.
Đúng vậy, chỉ cần Diệp Huyên mạnh lên nữa, thì với đạo kinh trong tay, sẽ có rất nhiều người bằng lòng kết minh với hắn. Chẳng phải bản thân y cũng vậy sao? Diệp Huyên xoay người đi, không lâu sau đã đến điện liên minh ngũ duy, thấy bên trong chỉ có Quan Âm. Hắn đưa ra một tờ giấy, á ta nhìn qua rồi khẽ nói, họa sư, vị ương thiên, giản tự tại. Diệp Huyên gật đầu, tìm họ giúp ta. Quan Âm, họ là người tứ duy. Diệp Huyên gật đầu, phải. Thấy Quan Âm như muốn nói lại thôi, Diệp Huyên cười, đều là bạn của ta cả. Ta biết rồi. Đoạn Quan Âm rời đi. Diệp Huyên cũng đi đến cửa điện, ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Hắn chưa từng quên ba cô gái kia, tuy lúc chia tay họ vẫn còn rất yếu nhưng đó chỉ là với cảnh giới hiện nay của hắn mà thôi, chứ vào lúc đó thì bọn họ mạnh hơn hắn nhiều. Hắn không tin cả ba sẽ dậm chân tại chỗ. Nhưng điều khiến hắn hoài nghi là bọn họ cùng nhau đến đây, sao bây giờ chẳng có chút tin tức gì về họ. Chẳng lẽ cả ba đều chạy đến đạo giới rồi? Chấm chấm chấm. Vũ trụ tứ duy, sinh mệnh cấm khu. Nơi này là một trong ba cấm địa lớn của tứ duy, có rất ít người lui đến. Trên một ngọn núi trong lòng cấm khu, có một cô gái đang ngồi xếp bằng. Nàng ta mặc váy dài màu trắng, tóc để xõa vai, giữa đôi mày là nét anh khí. Nếu Diệp Huyên ở đây chắc hẳn sẽ vui vẻ vô cùng, bởi nàng ta chính là giản tự tại. Bỗng, một cái bóng mờ xuất hiện cách đó không xa, không thấy rõ mặt mũi. Giản tự tại mở mắt nhìn sang, cấm chủ. Cấm chủ của sinh mệnh cấm khu gật đầu, cảm giác thế nào? Giản tự tại, sắp đột phá. Cấm chủ, vậy hãy an tâm đột phá, sau đó cô có thể rời khỏi nơi này. Giản tự tại khẽ cau mày, vì sao? Cấm chủ, hắn đang tìm cô. Giản tự tại, là tên đệ đệ kia. Những người nàng ta quen biết hầu hết đều đã bỏ mạng, ngoại trừ Diệp Huyên. Vì vậy người đầu tiên nàng ta nghĩ đến là hắn. Cấm chủ. Giản tự tại thấp giọng hỏi, hắn lại gây họa gì à? Cấm chủ gật đầu, tình hình hiện tại của hắn quả thật không được tốt lắm. Cô có thể đi hoặc không đi, đều do cô quyết định. Giản tự tại, ban đầu, người để ta vào cũng là vì hắn đúng không? Cấm chủ, phải. Giản tự tại cau mày, người biết hắn. Cấm chủ khẽ nói, không. Nhưng ta biết cha hắn. Cha của Diệp Huyên ư? Giản tự tại tròn mắt hỏi, đó là ai? Cấm chủ im lặng một thoáng rồi đáp, một người rất mạnh. Hai người đã đánh nhau rồi à? Cấm chủ gật đầu. Giản tự tại không khỏi nhìn đối phương, cam đoan bên thua là y, bởi nàng ta đã nhận ra cảm xúc của y có gì đó bất thường. Cấm chủ nhẹ giọng nói, ta đã thua trong trận chiến ấy. Hắn ta không những không giết ta mà còn giúp đỡ ta rất nhiều, bằng không ta năm ấy đã không thể đột phá đến độn nhất cảnh. Y dừng lại một thoáng rồi nói, độn nhất cảnh chân chính. Không siêu thoát khỏi đại đạo thì làm sao có thể tự xưng là độn nhất? Giản tự tại bỗng hỏi, vì sao ngươi không rời khỏi nơi này? Lấy thực lực của ngươi, đáng lẽ đã có thể làm vậy từ lâu. Cấm chủ lắc đầu, hắn ta bảo ta ở lại đây. Bảo vệ một người. Giản tự tại có chút hiểu ký, bảo vệ một người. Cấm chủ gật đầu, tính ra cũng gần hết thời gian rồi. Giản tự tại im lặng rồi nói, hiện nay hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn ư. Cấm chủ gật đầu, tình hình cực kỳ không lạc quan. Trên người hắn có quá nhiều nhân quả, thành ra vô cùng phiền toái. Nếu cô bằng lòng tương trợ thì hãy đến tìm hắn sau khi đột phá. Nếu không thì ta cũng không ép buộc. Đến lúc ấy, nếu kịp thì ta sẽ đích thân đi một chuyến. Dẫu sao cũng là con của người quen xưa, vẫn phải chăm sóc một chút. Giản tự tại lại nói, ta sẽ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.